Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 5. Được, nếu cháu đã tự tin như thế thì nhiệm vụ nặng nề này giao cho cháu. Hàn Tông Khôn chau mày nhưng vẫn đồng ý với Đinh Dũng. Nếu như Đinh Dũng muốn chứng minh bản thân thì cứ cho Đinh Dũng cơ hội, nhưng chút thiện cảm khi nãy Hàn Tông Khôn dành cho anh vì chịu gánh vác nhiệm vụ đàm phán với bất động sản đỉnh kim khi nãy giờ đã tan biến không còn chút gì. Thanh niên có lòng tin là tốt, nhưng nếu như quá ngông cuồng thì e là sẽ trèo cao ngã đau. Hơn 1 tỷ nhân dân tệ tiền vốn, chủ tịch tập đoàn Hàn Thị như ông cũng không có cách thì một tên nghèo mạt như Đinh Dũng có thể có cách gì chứ, giả bộ không phải chuyện gì tốt. Đinh Dũng, đừng nhận lời, Hàn Phương Nhiên trao mày nói nhỏ với Đinh Dũng. Nhưng cô chưa kịp nói xong, Đinh Dũng đã cười, gật đầu nói giọng tự tin, xin chủ tịch yên tâm, cháu và Phương Nhiên sẽ không phụ kỳ vọng của ông. Được, nếu đã như vậy thì cuộc họp hôm nay tới đây kết thúc. Hàn Tông Khôn gật đầu rồi nhìn mọi người một lượt. Thấy chủ tịch nhìn mình, đám người cũng lo lắng nhìn Hàn Tông Khôn, sợ bị Hàn Tông Khôn gọi tên, giao cho phiền phức gì đó. Cũng may Hàn Tông Khôn chỉ nhìn họ một cái chứ không hề lên tiếng. Sau khi im lặng một lúc thì ai nấy đều đứng dậy rời khỏi phòng họp. Sau khi Hàn Tông Khôn và Hàn Thành Phú rời đi, Hàn Hàn liền cười lạnh lùng, một tay ôm eo người đẹp, tay kia cầm chai nước khoáng, chế nhạo, anh muốn xem, nhiệm vụ lần này chủ tịch giao, hai đứa sẽ hoàn thành thế nào. Chậc chậc, 1 tỷ tệ, anh sợ các em có bán cả nhà cũng không được cái giá đó. Vậy thì cũng chưa chắc. Em nghe nói cậu chủ nhà họ Viên lại theo đuổi Phương Nhiên, nếu như Phương Nhiên chịu hy sinh một chút thì chắc cũng không thành vấn đề. Nghe Hàn Hàn nói vậy, vợ chưa cưới của hắn đứng bên cạnh cũng nói giọng cạnh khóe. Chị, sắc mặt Hàn Phương Nhiên hơi khó chịu, vốn đang buồn rầu vì lời cam kết của Đinh Dũng với chủ tịch, bây giờ lại bị người phụ nữ này sỉ nhục nên cô vô cùng tức giận. Lúc cô định xông lên tranh luận với cô ta thì không ngờ Đinh Dũng đã nhanh như tên bắn, lao ra trước từ lúc nào. Anh giơ cánh tay về phía mặt vợ chưa cưới của Hàn Hàn, bụp một cái. Bốp! Một tiếng giòn tan vang lên truyền khắp phòng họp, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía này. Á, Đinh Dũng, anh làm gì vậy? Mau dừng tay, Hàn Phương Nhiên cũng bị dọa cho sợ hãi. Cô vốn chỉ định bắt đối phương xin lỗi mà thôi, không ngờ Đinh Dũng lại ra tay thẳng thừng như vậy. Đinh Dũng kéo tay Hàn Phương Nhiên ra sau lưng mình rồi chỉ vào Hàn Hàn và vợ chưa cưới của hắn. Nói tôi không đánh phụ nữ nhưng mồm của cô thối quá, như vừa ăn phải phân vậy đó, nếu như tôi không vả mồm cô một cái, tôi còn cảm thấy có lỗi với cô. Cậu dám đánh tôi, Phùng Quyên ôm cái má sưng phồng chỉ vào Đinh Dũng mà hét lên thanh thản, tôi muốn cậu chết, Hàn Hàn anh mau qua đây, tên phế vật này đánh em. Đinh Dũng, mẹ mày muốn chết à, nhìn thấy vết hằn đỏ ửng trên má vợ chưa cưới, Hàn Hàn cầm chai nước suối chọi vào đầu Đinh Dũng. Thế nhưng chai nước còn chưa rơi xuống đã bị Đinh Dũng đưa tay lên nắm được. Anh quay đầu lại nhìn Hàn Hàn, ánh mắt lạnh lùng như băng khiến hắn ta sợ run người. Bụp, một tiếng động khác lại vang lên, chai nước bị Đinh Dũng bóp vỡ phát ra một tiếng động rất lớn. Mày đừng qua đây, tao cảnh cáo mày đây là công ty, không đến lượt mày làm loạn. Hàn Hàn thấy được cảnh này có hơi hoảng sợ nên vội vàng lùi sau, chỉ vào Đinh Dũng mắng nhiếc anh. Đừng để tôi nghe thấy thứ thối tha phun ra từ mồm cô, nếu không thì tôi không ngại xé rách nó đâu, Đinh Dũng không quan tâm tới Hàn Hàn mà lạnh lùng nhìn Phùng Quyên. Phùng Quyên bị anh nhìn tới mức hết hồn, cô ta vội vàng lùi sau, kéo tay Hàn Hàn nói, Hàn Hàn, không phải anh là cậu chủ nhà họ Hàn sao, sao lại nhát gan thế, anh không biết gọi người tới xử lý nó à? Đúng, người đâu, bảo vệ đâu, bắt tên này lại cho tao, nghe Phùng Quyên nói. Hàn Hàn ngay lập tức vỗ đùi tỏ ra hung hăng. Giọng nói vang lên nhưng bên ngoài không có ai vào. Đinh Dũng cười lạnh lùng đi về phía trước một bước khiến hai người kia sợ hãi lùi sau liên tục. Anh cười nhạt nói, anh cảm thấy lúc này còn có người giúp anh sao? Bảo vệ chết đâu rồi, Hàn Hàn ôm Phùng Quyên hét lớn về phía cửa. Phòng họp là nơi phòng vệ nghiêm ngặt nhất tập đoàn vì người trong đó đều là cốt cán quan trọng của nhà họ Hàn nhưng bây giờ ngay cả một bảo vệ cũng không có. Ha ha ha, anh họ tốt của em, anh quên rồi sao, lúc này Hàn Châu Nhi đi tới cười quyến rũ rồi nói giọng lạnh nhạt, vừa nãy khi mở cuộc họp, kết cục của hai bảo vệ đó không phải anh không thấy, ai còn dám giúp anh chứ? Chuyện này, lúc này Hàn Hàn mới nhớ ra, mặt đột nhiên biến sắc. Em nói này anh mà, anh đúng là đồ ăn hại, Hàn Châu Nhi cười châm biếm,
Cô ta liếc nhìn Phùng Quyên một cái nhưng cũng không quan tâm mà tới trước mặt Đinh Dũng dướn mày nói, anh rể này, vừa nãy anh cũng oai phong thật. Nói xong, Hàn Châu Nhi cũng không quan tâm tới phản ứng của Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên mà che miệng cười đi khỏi phòng họp. Chúng ta cũng đi thôi. Đinh Dũng kéo tay Hàn Phương Nhiên nói nhỏ. Hàn Phương Nhiên gật đầu theo Đinh Dũng đi ra ngoài. Từ đầu tới giờ, Hàn không dám nói thêm một câu, hắn ta biết bây giờ bảo vệ không giúp được mình, nếu như gây sự với Đinh Dũng chỉ có mình chịu thiệt. Hàn, anh không phải đàn ông, Phùng Quyên ôm má nhìn Hàn Phương Nhiên và Đinh Dũng đi khỏi mà tức giận đạp đất. Hàn cũng không biết làm gì hơn, tới khi bóng Hàn Phương Nhiên và Đinh Dũng khuất sau hành lang, hắn ta mới đau lòng ôm Phùng Quyên nói, vợ à, tại anh không tốt, anh nhất định sẽ trút cục tức này cho em. Hứ, anh không tin hai đứa nó có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tịch giao, tới lúc đó chúng nó bị đá khỏi tập đoàn Hàn Thị, muốn trừng trị chúng thế nào không thiếu cách, Hàn cay độc nhìn lên cửa phòng họp nói nhỏ. Trong khi đó, Hàn Phương Nhiên và Đinh Dũng đã đến văn phòng của cô. Đinh Dũng, sao anh lại cố đồng ý yêu cầu của chủ tịch, anh có biết việc đàm phán thành công với bất động sản đỉnh kim gần như đã là không thể rồi không? Hàn Phương Nhiên ngồi trước bàn làm việc chau mày khổ não. Không sao, tin anh, người phụ trách dự án bất động sản đỉnh kim là bạn học cũ của anh. Đinh Dũng không hề để tâm mà đường hoàng ngồi trên sofa. Anh lấy đâu ra nhiều bạn cũ như thế, đột nhiên Hàn Phương Nhiên quay đầu nhìn về phía Đinh Dũng, chau mày hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khụ khụ, chuyện đó, dù gì anh cũng từng đi học. Có mấy người bạn cùng lớp không phải rất bình thường sao? Đinh Dũng né tránh ánh mắt của Hàn Phương Nhiên, mặt hơi đỏ. Hàn Phương Nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm Đinh Dũng, cô vốn không tin lời Đinh Dũng nên hừ lạnh nói, hứ, anh đừng dỗ ngọt lừa em, anh nói anh và Trương Thiếu Gia là bạn cùng lớp đã đành, nhưng ông chủ bất động sản đỉnh Kim là người họ Kim ở Giang Nam, sao anh có cả bạn học là người họ Kim ở Giang Nam được chứ? Sao lại không được? Kim Tư Kỳ nhà họ Kim ở Giang Nam là bạn cùng lớp đại học với anh. Đinh Dũng cũng phải tự hào vì ra mặt của mình nhưng sợ Hàn Phương Nhiên hỏi tiếp sẽ lộ sơ hở nên vội vàng chuyển đề tài nói, trời ạ, vợ cứ yên tâm đi, anh tin bất động sản đỉnh Kim nhất định sẽ hợp tác với chúng ta cũng bởi anh tin tưởng hoàn toàn vào năng lực của em, quan hệ của anh chẳng qua chỉ là đá lót đường thôi. Đinh Dũng vừa thản nhiên xua tay vừa không quên tán dương Hàn Phương Nhiên mấy câu. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Phương Nhiên hừ nhẹ, nhưng lời khen ngợi của anh cũng rất có tác dụng với cô. Cô lườm anh nói, thế còn tạm được. Đinh Dũng, em cảm thấy, .ans cứ như biến thành một người khác vậy. Hàn Phương Nhiên khi nãy còn đang tận hưởng đột nhiên trở nên cảnh giác ra mặt, cô dò xét Đinh Dũng một lượt từ trên xuống dưới, như thể muốn xem có phải anh thực sự đã biến thành một người khác hay không. Nhưng cô đã từ bỏ ngay sau đó, từ đầu tới chân, Đinh Dũng không có bất cứ điểm gì khác. Chỉ là tính cách giúp người hoàn toàn giống như một người khác. Đinh Dũng trước đây chắc chắn sẽ không vì một câu mắng chửi của người khác mà thẳng tay cho người đó một bạt tai, đặc biệt là khi đối diện với Phùng Quyên và Hàn, thực sự quá ngầu đi mất. Nghĩ tới việc Đinh Dũng vì mình mà đánh Phùng Quyên một cái, Hàn Phương Nhiên vừa cảm động lại vừa khổ tâm. Dù thế nào Phùng Quyên cũng là chị dâu của cô, hôm nay Đinh Dũng đối xử với cô ta như vậy, Hàn và Phùng Quyên nhất định không bỏ qua. Nếu như bọn họ tìm người đối phó với Đinh Dũng thì làm sao? Không sao, em không cần lo lắng bọn họ trả thù anh. Đinh Dũng nhận ra nỗi lo lắng trong ánh mắt của Hàn Phương Nhiên, anh hiểu ra cô điều cô đang trăn trở nên cười nói, bọn họ không phải đối thủ của anh. Nhưng mà, Hàn Phương Nhiên còn muốn nói gì đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại có nói cũng vô ích. Cô gật đầu nói, tóm lại, chuyện gì cũng phải cẩn thận. Nói xong. Hàn Phương Nhiên không nghĩ gì nữa mà chỉ thở dài bất lực. Nhìn dáng vẻ buồn rầu của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng ngây ra một lúc rồi hỏi, không phải anh đã nói rồi sao, không cần lo bọn họ trả thù anh, hơn nữa. Không phải, Hàn Phương Nhiên lắc đầu nói, cho dù bọn họ có trả thù anh chắc cũng không dám lộ liễu quá nhưng chuyện tiền vốn này, em thực sự không nghĩ ra cách để xin rót vốn 1 tỷ. Nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy, Đinh Dũng mới hiểu ra, hóa ra cô ấy lo lắng chuyện này à. Xem ra phải tới ngân hàng một chuyến. Yên tâm đi, chuyện tiền vốn để anh giải quyết. Đinh Dũng mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp, con trai thống đốc ngân hàng phát triển Kim Châu là bạn học cũ của anh, chuyện này không cần phải lo lắng. Anh học đại học gì, sao có nhiều bạn là nhân vật lớn thế? Hàn Phương Nhiên không tin,
đó đều là những nhân vật thế nào chứ? Con trai thống đốc ngân hàng, đại tiểu thư họ Kim ở Giang Nam, con trai đại ca xã hội đen Kim Châu, tất cả đều học cùng trường, hay là cùng lớp với Đinh Dũng. Đúng lúc Đinh Dũng đang bị Hàn Phương Nhiên hỏi tới mức không biết nên giải thích thế nào thì đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài văn phòng. Vào đi, Hàn Phương Nhiên vội vàng điều chỉnh lại nét mặt. Trợ lý của Hàn Phương Nhiên đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Đinh Dũng, cô ngây ra một lát nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường, kính cẩn nói với Hàn Phương Nhiên, cô Phương Nhiên, bên này có mấy phương án cần cô xem qua một lát. Được rồi, để đó đi. Hàn Phương Nhiên gật đầu bảo trợ lý đặt trên bàn. Nghe Hàn Phương Nhiên nói, trợ lý gật đầu đặt kẹp tài liệu trên bàn, lúc đi qua Đinh Dũng, cô còn tò mò liếc nhìn anh một cái. Phương Nhiên, em làm việc đi, anh ra ngoài một chuyến. Thấy Hàn Phương Nhiên có chuyện cần giải quyết, Đinh Dũng cũng không ở lại lâu mà rời khỏi trụ sở tập đoàn Hàn Thị. Tới khi anh lái xe đi khỏi tòa nhà, một vài nhân viên nghe ngóng được chuyện vẫn đang chỉ trỏ. Ôi, mấy người nghe nói gì chưa, hôm nay trong cuộc họp, chính anh ta là người nhận lời chủ tịch sẽ đi đàm phán lần nữa với bất động sản đỉnh Kim. Một người đàn ông nháy mắt ra hiệu với mấy đồng nghiệp khác, nói nhỏ. Nghe vậy, một phụ nữ đeo kính nhìn liếc ra ngoài cửa rồi mới nói, người vừa nãy không phải là tên rể vô dụng của nhà chủ tịch sao? Hình như là thế, tôi nhớ anh ta còn từng lên báo, bị một cậu chủ ném trứng gà đầy người. Một phụ nữ khác cũng nói nhỏ. Không có ai nhận ra một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ công sở đeo kính đen. Khụ khụ, nghe bọn họ bàn luận về Đinh Dũng, cô ho lên một tiếng rồi đi vào, những người khác phải ngậm miệng lại ngay. Đinh Dũng đi ra khỏi tập đoàn, đi thẳng tới trụ sở Ngân hàng Phát triển Kim Châu, trên đường đi, anh đã gọi cho Kim Tư Kỳ rồi. Muốn vay được tiền của ngân hàng không khó, Đinh Dũng có một vạn cách để vay được tiền. Thậm chí nếu anh muốn anh có dùng tiền của mình để lấp đầy lỗ hổng kia nhưng nếu như trong hoàn cảnh không dùng được tiền của mình, cách duy nhất là cùng nhân vật vai vế Kim Tư Kỳ đi một chuyến. Tới trước cửa trụ sở Ngân hàng Phát triển Kim Châu còn phải đợi một lát nữa Kim Tư Kỳ mới tới, Đinh Dũng liếc nhìn qua, không tìm thấy thang máy lên thẳng tầng trên nên chỉ đành đi vào trong sảnh lớn của ngân hàng. Vừa vào trong, một cô gái mặc đồ Tây đã ra đón. Quý khách muốn làm thủ tục gì? Cô gái mỉm cười hỏi, giọng rất ngọt ngào, xem chừng còn ít tuổi, có lẽ là nhân viên tư vấn ở ngoài sảnh. Đinh Dũng mỉm cười gật đầu nhìn người trong sảnh một lượt rồi nói, tôi muốn bàn chuyện vay tiền với quý ngân hàng. Quý khách muốn vay tiền từ ngân hàng chúng tôi sao? Nghe Đinh Dũng nói vậy, cô gái ngây ra một lúc rồi đưa tay mời Đinh Dũng, nói, mời đi bên này. Nói ở đây, Đinh Dũng nhìn vị trí cô gái chỉ. Không ngờ sẽ nói chuyện bên trong sảnh lớn nên lắc đầu chỉ lên tầng trên, nói có thể lên trên nói không. Chuyện này, cô gái do dự một lát, chưa đợi cô trả lời, một phụ nữ trung niên cũng mặc đồ Tây đã hét lên, Tiểu Khê, giúp tôi đưa cái này tới phòng quản lý. Chị Phượng, bên em, cô gái được gọi là Tiểu Khê vừa lên tiếng đã nghe tiếng chị Phượng nói, không sao, cô đi đi, bên đây để tôi tiếp. Vâng, chị Phượng, vị khách này muốn làm thủ tục vay tiền. Tiểu Khê cười nói với chị Phượng rồi mang tài liệu đi khỏi. Sau khi Tiểu Khê đi, chị Phượng nhìn Đinh Dũng một cái rồi lớn tiếng hỏi, này cậu, cậu muốn làm thủ tục vay tiền đúng không, theo tôi. Nói xong chị ta cũng không quan tâm Đinh Dũng mà quay người đi tới bên cạnh phòng giao dịch. Đinh Dũng bất lực than thở nói với chị Phượng, tôi cảm thấy lên tầng trên nói sẽ tốt hơn, nếu không gọi giám đốc của mấy người tới. Đinh Dũng vốn có ý tốt bởi vì lần hợp tác này, một nhân viên nhỏ khó mà quyết định được. So với việc ngồi đợi một lúc, chỉ bằng bây giờ đi tìm người có thể quyết định. Cái gì, cậu muốn gặp giám đốc của chúng tôi, chị Phượng tỏ vẻ như vừa nghe nhầm, chị ta ngoái tai nhìn Đinh Dũng từ trên xuống dưới, khóe miệng đầy khinh miệt châm biếm nói, này cậu, không phải ai cũng có thể gặp giám đốc của chúng tôi, nhìn cậu thế này, e là phải phấn đấu mấy chục năm nữa. Nói xong, chị ta ngồi tót lên ghế hỏi, cậu muốn vay bao nhiêu tiền? 1 tỷ, Đinh Dũng chau mày nói thẳng. Bao nhiêu, chị Phượng vừa ngồi xuống ghế đã đứng bật dậy nhìn Đinh Dũng từ trên xuống dưới một lần nữa rồi chau mày nói, cậu đang đùa với tôi ư. Bị thần kinh à, tôi không rảnh đôi co với cậu ra ngoài cho tôi. Chị có thái độ gì đây, Đinh Dũng cũng hơi bực bội, người này chẳng hỏi han gì đã đuổi anh đi, lẽ nào Ngân hàng Phát triển Kim Châu đối xử với khách hàng như vậy sao? Tôi có thái độ gì? Ngân hàng chúng tôi không tiếp người thần kinh, mời ra ngoài cho,
nếu không tôi gọi bảo vệ, chị Phượng đập tay lên bàn tạo ra một tiếng động lớn, rất nhiều ánh mắt đã chú ý tới phía này. Tên này chọc phải hổ cái của chúng ta rồi, một bảo vệ mặc đồng phục thì thào rồi vội vàng chạy tới, cười gượng, chị Phượng, chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Hứ, tên này bị thần kinh, đuổi ra ngoài cho tôi, thấy bảo vệ tới, chị Phượng liền đứng dậy, làm mặt chán ngán nhìn Đinh Dũng nói. Nghe chị Phượng nói vậy, bảo vệ cũng bất lực nhìn Đinh Dũng, còn chưa đợi anh nói tiếp, chị ta đã bắt đầu la mắng, bảo vệ cũng chỉ đành nói với Đinh Dũng, thưa cậu, hay là cậu rời khỏi chỗ chúng tôi đi. Ý gì vậy, ngân hàng các người đối đãi với khách hàng như vậy sao, Đinh Dũng chau mày hỏi bảo vệ. Bảo vệ cũng không còn cách nào khác, anh ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa hai bên cũng không thể đắc tội nên chỉ đành nói, tôi chỉ là một bảo vệ, tôi. Tôi nói cậu nghe, không cần lịch sự với cậu ta, đồ thần kinh, nhìn bộ dạng của chị Phượng vô cùng tức giận. Chị ta chỉ vào Đinh Dũng mắng nhiếc, vừa nãy cậu ta nói với tôi muốn vay 1 tỷ tệ, cậu nói xem có phải thần kinh không? Hả, 1 tỷ, lúc này bảo vệ cũng rất ngạc nhiên. Hứ, nếu như cậu ta có thể vay được 1 tỷ, tôi là tỷ phú số 1 thế giới rồi, cũng không nhìn lại bản thân xem ra sao, chị Phượng làm mặt khinh miệt lườm anh, mặt mũi lấm lem còn muốn vay tiền. Tôi khuyên cậu đi bán thận đi còn đáng tiền đấy. Lúc đầu Đinh Dũng còn không giận mà chỉ hơi phiền vì phải phí lời với bọn họ mà thôi, nhưng bây giờ anh thực sự không nghe nổi những lời chị Phượng này nói rồi. Anh hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế bên cạnh, nói, đi gọi giám đốc của các người, hôm nay tôi phải xem, tôi có thể vay được 1 tỷ không? 1 tỷ, cậu tưởng là 1 đồng chắc, nếu như cậu vay được 1 tỷ, tôi quỳ xuống gọi cậu là ông. Hơn nữa còn bò từ ngoài cửa ra, chị Phượng khinh người ra mặt, loại người này chị ta gặp nhiều rồi, xuống ngày nghĩ ngân hàng ngu cho họ vay tiền, không nhìn lại bản thân là cái thứ gì, cả người không quá 300 đồng, bảo ngân hàng cho vay 1 tỷ, nằm mơ đi. Chuyện gì vậy, lúc này, cô gái được gọi là Tiểu Khê đi tới, bên cạnh cô là một người đàn ông mặc sơ mi trắng khoảng hơn 30 tuổi. Lời này do người đàn ông áo sơ mi hỏi, Tiểu Khê đứng bên cạnh cũng ngân ngơ. Vừa nãy là cô tiếp Đinh Dũng, nghĩ tới việc chị Phượng tức giận như vậy, trong lòng cô không khỏi sợ hãi, cô thực sự hối hận vì để chị Phượng tiếp Đinh Dũng. Giám đốc, sao giám đốc lại tới đây, thấy người đàn ông áo trắng tới, chị Phượng ngay lập tức đổi thái độ. Sao, tôi đến đây còn phải thông báo với chị sao, người đàn ông chau mày, anh ta rất không thích chị Phượng nhưng vì chị ta là nhân viên lâu năm lại có người nhà làm ở trụ sở nên anh mới không dám động tới. Không cần, không cần. Đương nhiên không cần rồi, nghe giám đốc nói, chị Phượng vội vàng xua tay rồi chỉ vào Đinh Dũng nói, cậu ta tới chỗ chúng ta đòi gặp giám đốc bằng được. Tôi nghĩ giám đốc bận trăm công nghìn việc, bận như vậy làm gì rảnh mà gặp cậu ta nên mới ngăn lại. Tìm tôi có chuyện, người đàn ông nói vậy là đang hỏi chị Phượng, cũng là hỏi Đinh Dũng. Anh ta là giám đốc phòng giao dịch của trụ sở, bình thường người muốn gặp anh ta nhiều vô kể, nhưng muốn gặp cũng phải xem là chuyện gì, ai muốn gặp. Có đủ tư cách không? Đi từ tầng trên xuống, anh ta đã chú ý tới Đinh Dũng, nhìn như người bán hàng, biết chắc chẳng phải người có thân phận gì, đương nhiên không cần coi trọng. Cậu ta muốn vay tiền, Đinh Dũng còn chưa lên tiếng, chị Phượng đã chỉ vào anh, nói. Nghe chị Phượng nói, người đàn ông ngây ra rồi lại nhìn Đinh Dũng cũng gật đầu, cười nói, anh chính là giám đốc ở đây. Muốn vay tiền điền đơn xét duyệt là được rồi. Tại sao phải tranh cãi, người đàn ông chỉ nhìn anh một cái, không trả lời anh mà lại nhìn chị Phượng lạnh lùng nói, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng của chúng ta, lẽ nào chị không biết? Không phải, giám đốc không biết chứ, tên này bị thần kinh, chị Phượng nghe giám đốc nói sốt ruột nên chỉ vào Đinh Dũng, hét lên, tôi muốn làm cho cậu ta, nhưng cậu ta nói muốn vay 1 tỷ, vì vậy tôi mới. Cái gì, 1 tỷ, nghe tới con số này, người đàn ông kinh ngạc. Anh ta chau mày nhìn Đinh Dũng cười lạnh lùng, cậu à, không phải cậu đang đùa chứ, mọi người rất bận, không thể lãng phí thời gian như vậy được. Mau nhìn đi, đó là ai, xinh đẹp quá, đúng lúc Đinh Dũng định lên tiếng thì bên ngoài có tiếng reo hò, một bóng hồng xinh đẹp bước vào trong ngân hàng. Anh Đinh, từ xa Kim Tư Kỳ đã nhìn thấy Đinh Dũng nên vội vàng vẫy tay. Là cô Kim, sao cô ấy lại tới, thấy Kim Tư Kỳ, giám đốc ngân hàng phát triển Kim Châu mặt biến sắc. Anh ta không khỏi lẩm nhẩm, vội tiến tới đón tiếp. Kim Tư Kỳ nhìn Đinh Dũng mặt tươi cười đi tới.
Hôm nay cô nhận được điện thoại của Đinh Dũng nên nhanh chóng tới vì nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên Đinh Dũng chủ động gọi điện cho cô. Cô Kim tới, tôi không kịp tiếp đón từ xa, thật thất lễ quá, giám đốc ngân hàng tươi cười niềm nở tiếp đón Kim Tư Kỳ ở sảnh của ngân hàng. Những nhân viên ngân hàng khác, bao gồm cả chị Phượng cũng nhìn về phía giám đốc ở sảnh chính. Nên biết rằng đây chính là thiên kim của nhà họ Kim ở Giang Nam, là khách hàng lớn của ngân hàng bọn họ. Thế nhưng điều khiến người ta không ngờ tới đó chính là đối diện với sự niềm nở đón tiếp của giám đốc, Kim Tư Kỳ lại ngó lơ mà cứ thế đi về phía Đinh Dũng. Anh Đinh, Kim Tư Kỳ cười gật đầu với Đinh Dũng, tiếp tục, không biết hôm nay anh Đinh gọi tôi đến là có việc gì. Chỉ cần tôi có thể giúp thì nhất định sẽ dốc sức, từ sau lần trước, Kim Tư Kỳ chắc chắn rằng Đinh Dũng không giống người thường. Có thể là bạn bè của một vị đại sư thì đương nhiên là việc tốt lành rồi. Thấy Kim Tư Kỳ chủ động nói chuyện với Đinh Dũng, giám đốc đứng ở sảnh chợt chột dạ. Lẽ nào Đinh Dũng là nhân vật tai to mặt lớn như Kim Tư Kỳ? Vừa rồi chị Phượng còn nói những lời như vậy, chắc chắn đã đắc tội với Đinh Dũng rồi. Cái thành phần thành sự thì ít mà bại sự có thừa này lẽ ra nên đuổi ra khỏi ngân hàng từ lâu rồi mới phải. Vừa nghĩ, anh ta vội đi tới cười với Kim Tư Kỳ và Đinh Dũng, hai người quen nhau sao? Lần này gọi cô tới quả thực là có việc cần cô giúp, Đinh Dũng nhìn sang giám đốc kia một cái, sau đó nói với Kim Tư Kỳ, tôi muốn vay tiền ở ngân hàng này, không biết cô có thể bảo lãnh giúp tôi không? Vay tiền, đương nhiên không vấn đề gì, có điều anh Đinh muốn vay mà còn cần tôi bảo lãnh sao? Kim Tư Kỳ bụng miệng cười, trong ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Một người như Đinh Dũng vay tiền ở ngân hàng có lẽ không phải là vấn đề, tại sao lại cần cô bảo lãnh giúp? Thế nhưng câu nói này đến tai giám đốc kia thì lại khiến ông ta giật mình. Vừa rồi anh ta còn châm chọc Đinh Dũng bị thần kinh, nhưng bây giờ nếu như Kim Tư Kỳ thật sự làm người bảo lãnh thì với thế lực của nhà họ Kim ở Giang Nam, vay 1 tỷ cũng không phải là không thể. Cô Kim, cô muốn bảo lãnh cho tên thần kinh này sao? Chị Phương mặt mày khó coi, cau chặt đầu mày tỏ vẻ không tin. Cho dù thế nào thì chị ta cũng không thể ngờ nổi trước đó kẻ mà chị ta coi là loại thần kinh lại quen biết với thiên kim tiểu thư nhà họ Kim ở Giang Nam. Sao thế, không được sao, Kim Tư Kỳ cau mày nhìn chị Phượng. Lúc này chị ta mới phát hiện ra bầu không khí trong sảnh có gì đó khác thường. Xem ra trước khi chị ta tới, ở đây nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Giám đốc Trần, bây giờ có tiện nói chuyện không, Đinh Dũng nhếch miệng giễu cợt. Đột nhiên nhìn sang giám đốc rồi lên tiếng hỏi. Nghe vậy, giám đốc Trần đâu dám chậm trễ. Anh ta vội giơ tay làm tư thế mời, nói với Đinh Dũng, chúng ta lên tầng thôi, tới văn phòng tôi nói chuyện. Kim Tư Kỳ nhìn Đinh Dũng, sau khi thấy anh gật đầu, cô mới gật đầu lại rồi cùng giám đốc Trần lên tầng. Thái độ này của Kim Tư Kỳ thể hiện rất rõ ràng. Giám đốc Trần chỉ biết thầm than khổ. Vị này rốt cục có thân phận gì mà có thể khiến cả đại tiểu thư nhà họ Kim phải nể mặt chứ? Vừa thắc mắc, anh ta vừa đưa Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ lên văn phòng làm việc ở tầng 2. Tôi gọi cô đến là vì tôi muốn vay một khoản tiền tương đối lớn, Đinh Dũng ngồi trên ghế sofa quay sang nhìn Kim Tư Kỳ ở bên cạnh rồi nói tiếp, cô chưa cần đồng ý vội, nghe tôi nói xong rồi quyết định. Đúng vậy, cô Kim, cậu Đinh muốn vay 1 tỷ nhân dân tệ. Cái này, giám đốc Trần nhìn Kim Tư Kỳ tỏ vẻ khó xử. Cho dù có Kim Tư Kỳ bảo lãnh thì số tiền vay 1 tỷ nhân dân tệ cũng rất khó phê chuẩn. 1 tỷ, Kim Tư Kỳ lại không tỏ ra giật mình, chỉ là có hơi ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng nghĩ tới một số việc, cho nên mới lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình, anh muốn vay giúp nhà họ Hàn. Nghe Kim Tư Kỳ nói vậy, Đinh Dũng không hề lên tiếng, chỉ gật đầu. Nhà họ Hàn, ngược lại, giám đốc Trần lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta gãi gãi tóc nhìn Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ, hỏi, không phải gần đây phía cô đơn phương chấm dứt hợp đồng sao? Vì chuyện này mà mọi người đều không đánh giá cao tập đoàn Hàn Thị cho nên mới rút phần lớn vốn cho vay và đầu tư về. Sự ảnh hưởng của việc nhà họ Kim chấm dứt hợp đồng với nhà họ Hàn như thế nào thì có lẽ những người khác cũng không hay rõ nhưng những người làm trong ngân hàng như bọn họ lại rõ mười mươi. Nếu không phải là doanh nghiệp được nhà họ Kim đánh giá cao thì không ai dám cho vay cả. Đúng vậy, tôi muốn vay cho tập đoàn Hàn Thị. Hiện giờ nhà họ Hàn chưa tới mức sụp đổ, Đinh Dũng gật đầu sau đó lại lắc đầu nhìn Kim Tư Kỳ, nói, và lại tôi cần bất động sản đỉnh Kim tiếp tục hợp tác với tập đoàn Hàn Thị. Không thành vấn đề,
Vốn dĩ ban đầu vì, Kim Tư Kỳ lập tức đồng ý thế nhưng cô cũng nhanh chóng ý thức được sự không thỏa đáng trong lời nói nên vội vàng nuốt những lời còn lại vào trong, sau đó cười đáp anh Ninh đã có lời thì tôi nhất định sẽ giúp anh việc này. Sau hai ngày nữa tập đoàn Hàn Thị sẽ cử người tới đàm phán chi tiết với các cô, Đinh Dũng gật đầu, nói trước với Kim Tư Kỳ để tránh mất thời gian phải giải thích. Được, tôi sẽ sắp xếp, Kim Tư Kỳ đồng ý, sau đó cô nhìn sang giám đốc Trần, hỏi, việc nhà họ Hàn vay tiền, anh có làm được không? Cái này, giám đốc Trần do dự một hồi mới đáp, vì hiện giờ ở thành phố Kim Châu cũng chẳng có ai đồng ý đầu tư tiền vào tập đoàn Hàn Thị nữa. Cho dù cô là người bảo lãnh thì tôi cũng phải thương lượng với tổng công ty đã, và lại một số tiền lớn thế này. Nói tới đây, giám đốc Trần lắc đầu thở dài. Anh ta không cho rằng Đinh Dũng có thể vay được số tiền 1 tỷ nhân dân tệ. Nếu như số tiền ít hơn một chút thì anh ta còn có thể nể mặt Kim Tư Kỳ mà đồng ý. Nhưng 1 tỷ, một con số lớn thế này, không phải một giám đốc chi nhánh như anh ta có thể quyết định được. Kể cả là có Kim Tư Kỳ đảm bảo. Anh cứ nói chuyện với tổng công ty đi. Chúng tôi ở đây đợi anh, Kim Tư Kỳ gật đầu, ngừng một lát rồi mới nói tiếp. Đúng rồi, không phải lấy danh ngãi của tôi mà lấy danh nghĩa bảo lãnh dưới tên nhà họ Kim ở Giang Nam. Được, cô vui lòng đợi một lát, vừa đứng dậy, giám đốc Trần suýt chút nữa thì bị lời nói vừa rồi của Kim Tư Kỳ làm cho hết hồn. Anh ta vội đi nhanh ra khỏi văn phòng. Bảo lãnh dưới danh nghĩa của nhà họ Kim ở Giang Nam và bảo lãnh dưới tên cá nhân là hai việc hoàn toàn khác nhau. Người này rốt cục là ai mà có thể khiến nhà họ Kim ở Giang Nam đứng ra bảo lãnh cho vay tiền chứ? Việc này anh ta nhất định phải nhanh chóng báo cáo với tổng công ty vì rất có khả năng liên quan đến mối quan hệ tương lai của Ngân hàng Phát triển Kim Châu với nhà họ Kim ở Giang Nam. 2. Mọi người nói xem cậu ta rốt cục có thân phận thế nào, bên trong sảnh, mấy người xúm lại chuyện trò. Chị Phượng đứng bên, sắc mặt khó coi thấy rõ. Chị ta vừa nghĩ vừa thấy hối hận. Không phải hi hận vì lên tiếng sỉ nhục Đinh Dũng mà hối hận vì tại sao lại đón tiếp một khách hàng như Đinh Dũng từ tay Tiểu Khê. Càng nghĩ chị ta càng tức nên lôi luôn Tiểu Khê lại, nói Tiểu Khê, có phải cô biết thân phận người này không đơn giản nên mới cố ý hại tôi không? Tôi biết nhân viên mới đến như các cô nhìn tôi không vừa mắt, nhưng cô cũng không thể dùng cách này để hại tôi chứ. Như vậy tổn thất không chỉ bản thân tôi mà sẽ hại giám đốc, thậm chí là cả Ngân hàng Phát triển Kim Châu. Chị Phượng nói rồi mắt sáng lên tìm cơ hội vừa có thể đổ tội lại có thể đuổi Tiểu Khê đi. Tiểu Khê trông vừa trẻ lại vừa xinh xắn. Ở đây cô rất được lòng mọi người, đến cả ánh mắt giám đốc khi thấy Tiểu Khê cũng có phần nhiệt tình khiến chị Phượng trông thấy cô ta đã không ưa từ lâu. Không có ạ, em cũng không rõ anh ta rốt cục là ai, Tiểu Khê lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Cô đâu biết Đinh Dũng có thân phận gì chứ, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới những câu nói trước đó mà chị Phượng nói với Đinh Dũng. Cô không khỏi bĩu môi, nói chị Phượng, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, lần tới chị đừng như vậy. Thực ra Tiểu Khê muốn nói chị ta đừng coi thường người khác nữa nhưng lại thấy nói như vậy có thể sẽ đắc tội với chị Phượng nên do dự một hồi mới quyết định nói tránh đi. Có điều những lời nói tránh của Tiểu Khê khi đến tai chị Phượng lại trở thành ý tứ mỉa mai. Hừ, tôi thấy cô rõ ràng biết thân phận cậu ta nhưng cố ý hại tôi và giám đốc, chị Phượng nhìn Tiểu Khê, mặt mày khó chịu. Nói, cô rốt cục muốn làm gì? Em đâu có Tiểu Khê không ngờ chị Phượng lại nói như vậy nên vội giải thích. Còn rào biển, chị Phượng càng nói càng tức, trên mặt rõ vẻ châm chọc. Hai tay chị ta đan trước ngực, hừ, nói cho cô biết muốn hại tôi và giám đốc à? Không có cửa đâu. Sao thế, Tiểu Khê, chị Phượng, hai người sao lại cãi nhau, đúng lúc này có người nghe tiếng bọn họ nói qua lại với nhau nên vội tới khuyên can. Mấy đồng nghiệp đều nhìn về phía này, chị Phượng lại càng hăng hơn, chị ta cố ý nói to, tôi nói cho mọi người biết, sau này tránh xa cô ta ra một chút. Việc hôm nay đều do cô ta cố ý hại tôi và giám đốc. Hả, không phải chứ, nghe tới đây, mấy người đều đưa mắt nhìn Tiểu Khê. Tiểu Khê mặt mày ấm ức, thấy ánh mắt đắc ý của chị Phượng, cô biết rằng chị Phượng đang trả thù mình, nhưng cô thật sự không biết thân phận của Đinh Dũng là gì. Nếu không thì sao có thể cố ý không nói với bọn họ chứ? Thấy ánh mắt tò mò của mọi người, Tiểu Khê chợt thấy khóe mũi cay cay, dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô rẽ đám người, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ở một bên khác, Đinh Dũng đang ngồi trên sofa trong phòng giám đốc thưởng thức vị trà mà Kim Tư Kỳ pha.
Cô Kim quả nhiên không hổ nhà đại tiểu thư nhà họ Kim ở Giang Nam. Tay nghề pha trà thật sự không tầm thường chút nào, cũng chỉ có những người được làm quen từ nhỏ mới có thể pha như vậy được. Đinh Dũng vừa thưởng thức trà vừa giơ ngón tay cái tán thưởng. Nghe Đinh Dũng khen, Kim Tư Kỳ xua tay cười trừ, nói, anh Đinh quá khen rồi. Từ nhỏ tôi hay ở bên ông nội, ông thích uống trà nên tôi học trà đạo. Ồ, không ngờ ông cô lại có phúc như vậy, Đinh Dũng cười đáp. Đúng lúc này, bên ngoài cánh cửa đột nhiên vang lên những tiếng bước chân khe khẽ. Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ cùng quay đầu lại nhìn về phía cửa. Một người đàn ông trung tuổi và giám đốc Trần cùng đi vào. Người đàn ông trung tuổi mắt sáng với đôi lông mày lưỡi mác, khuôn mặt trông vô cùng sáng sủa. Ông ta mặc một bộ đồ Âu màu xanh rêu, trên cổ thắt cà vạt, đeo kính cận gọng vàng trông hết sức nho nhã, khí chất bất phàm. Có lẽ là lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Phát triển Kim Châu. Cô Kim, vị này chính là chủ tịch Lưu của Ngân hàng Phát triển Kim Châu chúng tôi, giám đốc Trần giới thiệu về người đàn ông trung tuổi đi bên cạnh mình. Sau đó nhìn Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ rồi mới nói với người đàn ông, Chủ tịch Lưu, hai vị này chính là cô Kim và cậu Đinh mà tôi vừa nói. Chủ tịch Lưu chỉ nhìn Đinh Dũng một cái nhưng không mấy tỏ ra chú ý. Ánh mắt ông ta chú ý tới Kim Tư Kỳ hơn. Ông ta vội đi đến, giơ tay cười nói, tôi đã nghe danh cô Kim của nhà họ Kim ở Giang Nam xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không ngờ cô Kim ngoài đời còn đẹp hơn trong lời đồn rất nhiều. Vừa nói. Chủ tịch Lưu nhìn Kim Tư Kỳ với ánh mắt dạo dực, ông ta còn không nỡ buông tay Kim Tư Kỳ ra. Chủ tịch Lưu quá khen rồi, vẻ mặt Kim Tư Kỳ không mấy tự nhiên. Cô cau mày rút tay về rồi mới hỏi, không biết việc vay tiền mọi người nói chuyện xong chưa? Trông ông ta cũng ra dáng lắm, không ngờ cũng là loại cầm thú háo sắc, dám cả gan trêu ghẹo trắng trợn như vây. Nếu không phải vị giúp Đinh Dũng thì Kim Tư Kỳ đã cho ông ta một phát tát rồi. Cái này, Chủ tịch Lưu nhìn hai người tỏ vẻ ái ngại. Ông ta ngồi xuống ghế, cau mày lại nói, đó không phải là một con số nhỏ, hiện giờ tập đoàn Hàn Thị lại rơi vào khó khăn, không ai dám bảo lãnh. Vì sao cô Kim lại? Ông cứ nói thẳng có làm được hay không, còn không để cho Chủ tịch Lưu nói xong, Kim Tư Kỳ đã cau mày khó chịu. Cô ghét nhất là khi nói chuyện, người khác cứ vòng vo. Không dễ xử lý, thế nhưng, nghe Kim Tư Kỳ nói vậy. Chủ tịch Lưu thở dài định nói gì lại thôi. Thế nhưng gì cơ, Đinh Dũng cau mày nhìn Chủ tịch Lưu với vẻ nghi ngại. Không biết vì sao mà anh vẫn cảm thấy ông ta không có ý gì tốt đẹp. Thế nhưng cũng không phải không thể làm được, chỉ là phức tạp hơn một chút. Nếu như cô Kim đồng ý hợp tác thì tôi có thể thử. Chủ tịch Lưu nhếch miệng cười nụ cười khó hiểu, nói tiếp, như thế này nhé, tối nay cô Kim tới chỗ tôi sẽ chỉ cô hợp tác thế nào. Ông nói cái gì, Đinh Dũng cau mày hạ giọng nói to. Câu nói này của Đinh Dũng khiến Chủ tịch Lưu giật mình. Ông ta tối sầm mặt hắng giọng, cậu là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Chủ tịch Lưu, không phải ông nghĩ rằng chúng tôi đang xin ông chứ, lúc này Kim Tư Kỳ đột nhiên cười phá lên. Trong mắt cô thoáng qua ánh nhìn sắc lạnh, cô điềm tĩnh nói, nhà họ Kim chúng tôi cần phải cầu xin một ngân hàng còn không lọt nổi vào top 10 ngân hàng hàng đầu quốc gia sao? Nếu ông không đồng ý hợp tác thì không cần phải đàm phán tiếp nữa. Anh Đinh, chúng ta đi thôi. Việc này tôi sẽ giúp anh xử lý. Kim Tư Kỳ không buồn nhìn Chủ tịch Lưu, cứ thế quay đầu sang nói chuyện với Đinh Dũng. Được, Đinh Dũng gật đầu cười rồi đột nhiên giơ tay lên kéo lấy cổ áo Chủ tịch Lưu, lạnh lùng nói, ông dám có ý đồ với cô ấy. Ông muốn chết phải không? Cậu muốn làm gì? Thả tôi ra. Chủ tịch Lưu kéo tay Đinh Dũng xuống nhưng không thể nào kéo nổi. Giám đốc Trần thấy thế thì tái mét mặt, anh ta vội cười xòa, nói với Đinh Dũng, cậu Đinh, đừng nóng mà, có gì từ từ nói. Bịch một tiếng, Đinh Dũng vung tay, Chủ tịch Lưu ngã nhào ra đất, che mặt giống giận, bảo vệ, gọi bảo vệ bắt hai đứa nó lại. Thấy Đinh Dũng ra mặt cho mình, Kim Tư Kỳ cảm thấy ấm áp hẳn. Cô nói với Đinh Dũng, cảm ơn anh, tay anh không sao chứ. Đánh ông ta chỉ tổ bẩn tay tôi, Đinh Dũng phủi tay cười đáp. Đi thôi, Kim Tư Kỳ cười tươi như hoa. Hai người rời khỏi văn phòng và đi xuống tầng 1, Kim Tư Kỳ đã nói vậy thì Đinh Dũng cũng không có gì phải lo lắng. Dù gì cũng là khả năng trong tầm tay của nhà họ Kim, muốn bảo lãnh 1 tỷ cũng chẳng phải là việc gì khó khăn. Bọn họ ra ngoài rồi, cũng không biết là ai hét lên. Ánh mắt của tất cả mọi người trong sảnh đều nhìn về Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ.
thế nhưng rất nhanh chóng đã có người nhận ra có gì đó khác biệt. Tiểu Khê vội đi tới, cười nói, anh Đinh, chị Kim, hai người nói chuyện thế nào rồi? Đứng lại, không được để bọn họ chạy thoát, đúng lúc này, Chủ tịch Lưu che mắt đuổi theo ra ngoài. Ông ta chỉ vào Đinh Dũng hét lớn, bảo vệ đâu, chặn bọn họ lại cho tôi. Có chuyện gì thế? Tiểu Khê cau mày tỏ vẻ tò mò. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ không nói chuyện vay tiền nữa sao? Trông như thể đang đánh nhau vậy. Chủ tịch Lưu dứt lời, lập tức có hai bảo vệ xông vào cửa. Sau khi thấy Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ thì lập tức nạt nộ, đứng lại. Đinh Dũng cau mày định ra tay thì Kim Tư Kỳ đột nhiên tiến lên một bước hét lên với hai gã bảo vệ, tôi xem ai dám cản đường Kim Tư Kỳ tôi. Hai tên bảo vệ đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ không biết Kim Tư Kỳ rốt cục có thân phận gì nhưng người dám nói câu này rõ ràng không phải người tầm thường. Bọn họ chỉ là bảo vệ còn con, làm công ăn lương chứ đâu dám đụng tới nhân vật tai to mặt lớn làm gì. Cho nên nghe vậy thì cả hai liền vô thức đứng sững lại. Hai người các cậu điếc cả rồi à? Chặn bọn họ lại cho tôi, thấy bảo vệ đột nhiên khựng lại, Chủ tịch Lưu lập tức chỉ vào bọn họ mà chửi, sợ cái gì, hai tên bỏ đi. Hôm nay mà không chặn được hai người này thì các cậu cút luôn khỏi đây cho tôi. Nghe vậy, hai tên kia tái mặt nhìn nhau bất lực, chỉ có thể nghiến răng bấm bụng tiến lên trước một bước, nói, hai vị, đắc tội rồi. Nói xong, cả hai lập tức xông về phía Đinh Dũng. Bọn họ không muốn ra tay với phụ nữ nhưng lại không thể không ra tay chặn người phía Đinh Dũng. Đinh Dũng bất lực lắc đầu, hai người này vô tội. Anh chỉ giơ tay khẽ đẩy cả hai liền cảm thấy một lực đạo khủng khiếp ập tới, còn không kịp phản ứng đã bị đẩy ra ngoài ngã vật ra đất. Sau đó, Đinh Dũng quay người nhìn Chủ tịch Lưu, thản nhiên nói, sao thế? Có phải ông muốn cho luôn con mắt còn lại thành gấu trúc không? Hả, Chủ tịch Lưu bị đánh sao, một nhân viên nữa bụng miệng ngạc nhiên. Lúc này mọi người mới phát hiện ra vị trí mà Chủ tịch Lưu nãy giờ vẫn dùng tay che đi giờ đã sưng vù cả lên. Cậu! Tôi cảnh cáo cậu, đánh người là phạm pháp, Chủ tịch Lưu nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Đinh Dũng thì bất giác lùi sau nửa bước, chỉ vào hai tên bảo vệ các cậu làm cái gì thế hả? Còn không mau chặn bọn họ lại. Cát, tôi thấy không vay được tiền nên xấu hổ hóa tức giận, do đó mới ra tay. Loại người này đúng là khiến người ta chán ghét, chị Phượng thấy cảnh này thì khẽ giọng bình phẩm. Thấy Đinh Dũng hung tợn đến mức một mình mà có thể đánh ngã cả hai bảo vệ. Mặc dù chị ta muốn mỉa mai Đinh Dũng nhưng không dám lên tiếng. Ngộ nhớ bị Đinh Dũng nhớ mặt thì rắc rối to. Đáng tiếc, chị ta đã đánh giá thấp thính giác của Đinh Dũng. Chị ta vừa dứt lời, Đinh Dũng đã quay đầu lại nhìn. Chị nói gì? Đinh Dũng lạnh lùng hỏi. Đôi mắt lạnh lùng vô tình khiến chị Phượng không khỏi dùng mình run rẩy. Chị ta nghiến răng bấm bụng hét lên nạt lại, con người cậu đúng là dã man. Vay tiền không được liền quay ra đánh người. Có loại người nào mà không hiểu đạo lý như cậu không hả? Đây là xã hội thực thi pháp luật, cậu đánh người là phạm pháp, chị Phượng chỉ vào Đinh Dũng lên giọng quát tháo. Nghe vậy, Đinh Dũng chỉ cười khẩy, anh không buồn giải thích, anh nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi nói thẳng, nếu như lão già này không có suy nghĩ vớ vẩn thì tôi cũng sẽ chẳng đụng tới một ngón tay ông ta làm gì. Nhưng nếu như dám có ý định bất chính với người bên cạnh tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông ta. Cậu ngậm máu phun người, nghe vậy, Chủ tịch Lưu phản bác lại. Tôi có thể có ý định gì với các người hả? Tiểu Khê nhìn sang Chủ tịch Lưu. Chủ tịch Lưu là giám đốc chăm sóc khách hàng của khu vực mà tổng công ty điều xuống. Ông ta phụ trách thị trường Kim Châu, bình thường rất thích đụng chân đụng tay với những nhân viên trẻ tuổi cho nên khi nghe Đinh Dũng nói vậy, Tiểu Khê lập tức hiểu ra vấn đề. Có điều cô chỉ là nhân viên trực ban ở sảnh, lúc này cũng chẳng nói thêm được gì. Chỉ có thể lẳng lặng đứng bên quan sát. Đúng lúc này, giám đốc Trần chạy từ trên tầng xuống. Ông ta hoang mang đến bên Chủ tịch Lưu nói khẽ gì đó. Chủ tịch Lưu hơi thay đổi nét mặt. Ông ta nhìn Đinh Dũng như thể nghĩ gì đó nhưng suy nghĩ của ông ta lại bị ngắt quãng bởi một tiếng cười vang lên phía sau. Ha ha ha, cô Kim từ xa đến chơi, chưa tiếp đón cô kịp, thất lễ quá. Giọng nói đầy khí thế kia vừa dứt thì một người đàn ông trung tuổi mặc đồ Âu đi tới. Ông là Kim Tư Kỳ cao mày chưa nhận ra ông ta là ai. Người đàn ông trung tuổi cũng không khách khí mà cứ thế nở nụ cười niềm nở, xoa xoa phần râu dưới cằm, nói tôi tên là Lý Nguyên Thân, là tổng giám đốc phụ trách mảng khách hàng của Ngân hàng Phát triển Kim Châu.
Sự việc vừa rồi tôi đã nghe nói rồi, việc hợp tác lần này tôi nghĩ rằng có thể đàm phán lại. Từ đầu tới cuối, người đàn ông với cái tên Lý Nguyên Thân đều không nhìn Chủ tịch Lưu lấy một lần. Chủ tịch Lý, anh cuối cùng cũng đến rồi, thấy Lý Nguyên Thân, Chủ tịch Lưu lập tức cúi đầu. Đây chính là cấp trên trực tiếp của ông ta, là lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Phát triển Kim Châu. Vừa nghe Lý Nguyên Thân nói rằng ông ta đã nghe nói về việc này, Chủ tịch Lưu thấy chân mình mềm nhũn đi. Lưu Khánh, tôi cũng đang muốn hỏi cậu, là ai cho cậu quyền tự nói chuyện riêng với khách hàng? Lý Nguyên Thân cười nhìn sang Chủ tịch Lưu rồi lạnh lùng nói, cậu không nắm rõ quy chế kiểm tra của chúng ta sao? Tôi đều nghĩ cậu học lại. Nụ cười này trong mắt người khác như làn gió xuân ấm áp nhưng trong mắt Lưu Khánh lại khiến ông ta như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát. Chủ tịch Lý, tôi, Lưu Khánh muốn giải thích nhưng Lý Nguyên Thân lại không cho ông ta cơ hội. Chỉ thấy Lý Nguyên Thân đi tới vỗ vào vai Lưu Khánh, lắc đầu nói, một khách hàng như cô Kim từ bao giờ đến lượt cậu tiếp đón vậy? Cậu có tư cách ấy sao? Nếu như làm hỏng thì mối quan hệ của chúng ta với nhà họ Kim thế nào, cậu có chịu trách nhiệm được không? Mặc dù Lý Nguyên Thân nói không quá to nhưng những người xung quanh lại có thể nghe rõ ràng, đặc biệt là câu cậu có đủ tư cách sao càng khiến khuôn mặt Lưu Khánh nóng ran, như thể ông ta bị người ta giáng cho phát tát vào mặt vậy. Sắc mặt của chị Phượng càng khó coi hơn, vốn dĩ chị ta còn cho rằng Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ vì không vay được tiền nên mới xấu hổ sau đó lấy cớ nổi giận. Không ngờ đến cả Chủ tịch Lý cũng bị kinh động đến, chủ động xuống dưới xin lỗi hai người bọn họ. Nghĩ tới đây, chị Phượng vội lùi về sau hai đồng nghiệp. Chủ tịch Lý, ông cho rằng việc tôi muốn vay 1 tỷ có gì để nói sao, đúng lúc này Đinh Dũng đột nhiên lên tiếng. Anh không muốn phí thêm lời với người ở ngân hàng này nữa, có thể đàm phán thì đàm phán, còn nếu như không làm được thì cũng không cần thiết nữa. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Lý Nguyên Thân đột nhiên bật cười. Ông ta nhìn Đinh Dũng từ tốn nói, cậu Đinh đứng nóng vội. 1 tỷ mặc dù không phải là số tiền nhỏ nhưng tôi vẫn có thể đứng ra giải quyết được. Có nhà họ Kim ở Giang Nam bảo lãnh cho cậu, cậu lại đại diện cho tập đoàn Hàn Thị vay tiền thì đương nhiên không vấn đề gì. Có điều chi tiết thì lát nữa chúng ta lên tầng nói chuyện, Lý Nguyên Thân không hổ là lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này, khí chất khi nói chuyện của ông ta rõ vẻ oai phong. Được, Đinh Dũng gật đầu. Đột nhiên quay người lại nhìn chị Phượng đang nép sau lưng đồng nghiệp, nói tôi nhớ có người nói muốn cược với tôi. Giờ Chủ tịch Lý có lời rồi thì chị còn không ra ngoài bày tỏ quan điểm sao? Lý Nguyên Thân có vẻ đắn đo nhìn Kim Tư Kỳ. Kim Tư Kỳ cũng không biết có chuyện gì nên cũng đưa ánh mắt tò mò qua nhìn. Việc Đinh Dũng bị chị Phượng mỉa mai xảy ra trước khi Kim Tư Kỳ đến, cô đương nhiên không hề hay biết. Chị Phượng từng nói nếu như Đinh Dũng có thể vay được 1 tỷ thì chị ta có thể quỳ xuống gọi Đinh Dũng bằng ông, và lại còn bò từ cửa ra. Đây, thấy ánh mắt của Đinh Dũng, chị Phượng bất giác lùi sau. Lúc này tất cả mọi người đều biết người cá cược với chị Phượng là Đinh Dũng. Giám đốc Trần tái mét mặt, nhớ về việc trước đó chị Phượng xảy ra mâu thuẫn với Đinh Dũng liền vội nói cậu Đinh. Cô ấy và cậu cược gì vậy? Chị chủ động đứng ra nói với mọi người hay để tôi nói ra, Đinh Dũng khoanh tay trước ngực nhếch miệng châm chọc. Anh cười lạnh lùng, nếu như bảo tôi nói ra thì sợ rằng sẽ không đơn giản chỉ là giải quyết trong nội dung cuộc cá cược đâu. Đinh Dũng ý tứ rõ ràng, nếu cô ta chủ động đứng ra thì anh có thể tha cho cô ta một lần. Nếu Đinh Dũng phải nói ra thì sau này cô ta khỏi phải đi làm nữa. Với thực lực của Đinh Dũng thì chị Phượng biết rằng những gì mình đã làm đủ khiến ngân hàng khai trừ mình. Phạm sai lầm thì mau xin lỗi. Cô rút cục đã cược gì với cậu Đinh, Lý Nguyên Thân vốn cho rằng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Việc Lưu Khánh đắc tội hai người bọn họ có lẽ chưa đến mức làm hỏng việc hợp tác của đôi bên. Nhưng hiện giờ sau khi nghe Đinh Dũng nói vậy thì rõ ràng là Đinh Dũng tỏ thái độ không hài lòng với việc này. Điều này khiến Lý Nguyên Thân cảm thấy khó chịu. Cái ông ta ghét nhất chính là mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Tôi đếm đến 3 nếu chị không nói thì đừng trách tôi. Đinh Dũng hắng giọng giơ 3 ngón tay lên đếm. 1, Đinh Dũng vừa lên tiếng, chị Phượng lập tức đứng ra. Ánh mắt chị ta tỏ vẻ né tránh, cứ thế quỳ sụp xuống trước mặt Đinh Dũng, nói, đừng đếm nữa, tôi sai rồi. Là tôi có mắt mà như mù, xin cậu Đinh thứ lỗi, tôi không cố ý, nếu như tôi biết, chị Phượng nhìn Đinh Dũng tỏ vẻ rụt rè. Lúc này trong lòng chị ta thấy hối hận vô cùng. Chị ta là nhân viên ngân hàng. Phúc lợi năm mới cao hơn năm cũ,
chị ta còn phải nuôi sống gia đình bằng tiền lương làm ở ngân hàng nên tuyệt đối không thể để mất việc được. Ha ha, chị đã chủ động đứng ra thì chỉ cần chị có thể thực hiện những gì mình đã nói là được, Đinh Dũng nhướng mày nheo mắt nói. Thấy Đinh Dũng nói vậy, chị Phượng liền nắm chặt tay. Chị ta cho rằng mình quỳ xuống thì Đinh Dũng sẽ tha cho mình nhưng nào cậu ta còn bắt mình thực hiện lời hứa. Hiện giờ như vậy cũng đã đủ mất mặt lắm rồi, nếu như phải bò quanh ngân hàng trước mặt mọi người thì có mà bị cười cho bẽ mặt. Đáng đời, lần này thì đã phải sắt rồi nhé, một cô nhân viên trẻ tuổi bên cạnh Tiểu Khê giải thích. Tiểu Khê vội kéo tay cô ta, khẽ nói, cô nói nhỏ một chút, nếu để chị ấy nghe thấy thì sau này nhất định sẽ trả đũa đấy. Cát, tôi không sợ bà yêu tinh đó đâu, anh này đẹp trai thật, nói năng có khí phách lắm, cô nhân viên kia bĩu môi. Khi nhìn sang Đinh Dũng, mắt cô ta như có sao trong đó vậy. Cậu Đinh Dũng xin bớt giận, là do tôi quản lý nhân viên không tốt, tôi nhất định sẽ phạt cô ta. Lúc này giám đốc Trần bấm bụng chắp tay với Đinh Dũng, nói, xin cậu lượng thứ. Anh định giải vây cho cô ta sao? Đinh Dũng sững người một lát, không ngờ giám đốc Trần lại chủ động đứng ra. Anh điềm tĩnh nói, hay là anh muốn bao che cho cô ta? Không có, tôi tuyệt đối không có ý này. Nghe Đinh Dũng nói vậy, giám đốc Trần vội xua tay. Lý Nguyên Thân cau mày nhìn chị Phượng đang quỳ dưới đất, nói cô đã nói gì thì làm đi. Lý Nguyên Thân đã nói vậy, trừ phi cô ta từ chức, nếu không thì cô ta chỉ có thể nghe theo Đinh Dũng, bò quanh ngân hàng. Tôi bò, chị Phượng nghiến răng cúi đầu, hai tay chống xuống đất, bắt đầu từ từ bò về phía trước. Thấy chị Phượng bò thật, Đinh Dũng mới nhìn đám đông xung quanh rồi nói với Lý Nguyên Thân. Chủ tịch Lý, chúng ta đi thôi. Được, xin mời hai vị, nghe Đinh Dũng nói, Lý Nguyên Thân cũng thở phào nhẹ nhõm hơn. Ông ta thật sự sợ cấp dưới còn làm ra những trò sằng bậy gì khác. Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ vừa lên thang máy với Lý Nguyên Thân là đã có hai người từ ngoài đi vào, vừa hay trông thấy chị Phượng đang bò dưới đất, một cô gái trong đó vội chỉ trỏ, nói anh yêu, mau nhìn kìa, sao chị ta lại phải bò dưới đất thế kia? Ai mà biết được? Có lẽ là thần kinh có vấn đề, người nam kia lắc đầu, kéo cô gái đi vào trong sảnh. Những lời này đến tai chị Phượng khiến chị ta vô cùng khó chịu. Nghĩ vậy, chị Phương chỉ biết gắng ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Khê ở phía cách đó không xa. Nếu không phải cô ta thì tại sao mình lại phải làm hành động mất mặt này được? Đều là do con tiện nhân đó, Tạo nhất định sẽ nghĩ cách trả thù. Ở bên... Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ cùng Lý Nguyên Thân tới tòa nhà tổng công ty của Ngân hàng Phát triển Kim Châu. Dưới sự hướng dẫn của Lý Nguyên Thân, hai người bọn họ đàm phán với lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Phát triển Kim Châu nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng phía lãnh đạo ngân hàng quyết định lấy danh nghĩa của nhà họ Kim ở Giang Nam để bảo lãnh thì có thể cho tập đoàn Hàn Thị vay tiền. Khi rời khỏi ngân hàng đã vào chiều. Việc hôm nay cảm ơn cô nhé, đứng ở cửa ngân hàng, Đinh Dũng nhìn Kim Tư Kỳ nói. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ bật cười, đáp, không được nói cảm ơn. Không nói cảm ơn thì cô định bảo tôi cảm ơn cô thế nào? Mời cô ăn cơm, Đinh Dũng hỏi lại. Đây là anh nói đấy. Vừa hay tôi chưa ăn cơm chưa, Kim Tư Kỳ cười tinh nghịch, bộ dạng đắc thắng. Đinh Dũng tỏ vẻ bất lực, đại tiểu thư của nhà họ Kim ở Giang Nam sao đến cả cơm cũng phải gạ người khác chứ? Anh khoát tay nói, tôi không có tiền. Chỉ có thể mời cô ăn cơm bụi bên đường thôi. Không thành vấn đề, tôi thích ăn cơm bụi, điều khiến Đinh Dũng không ngờ tới đó là Kim Tư Kỳ lại không phản đối ăn cơm bụi. Lần này Kim Tư Kỳ giúp anh, và lại còn lấy danh nghĩa của nhà họ Kim để bảo lãnh nên Đinh Dũng không thể làm mất hứng thú của cô được. Nói đi là đi, Đinh Dũng bị Kim Tư Kỳ kéo lên xe. Đừng thấy tôi đến đây chưa lâu mà nghĩ tôi không biết gì nhé. Tôi đã phát hiện ra hai tiệm cơm vừa ngon vừa rẻ ở đây, Kim Tư Kỳ cười với khuôn mặt trắng hồng có hai má lúm đồng tiền nông ở hai bên má. Tôi dẫn anh tới một tiệm rất ngon. Tiệm cơm này nằm sau khu chợ Phồn Hoa, trông thì đã lâu rồi nhưng bán lại đắt hàng lắm. Cô Kim, muộn thế rồi mà cô còn chưa ăn sao, vừa vào tiệm cơm đã gặp một ông lão lưng còng tóc hoa râm. Người này có dáng người thấp nhỏ, trong tay ôm một chồng bát, làn da ngăm đen hãy còn đỏ lên vì hơi nóng. Các nếp nhăn hẳn rõ trên mặt. Ơi hôm nay cháu có chút việc nên lỡ giờ ăn, Kim Tư Kỳ cười đáp. Cô nói với người bán hàng, ông cho cháu hai phần gà quay, cháu dẫn bạn tới nếm tay nghề của đấy ạ. Ôi chào cô Kim, thật không may mắn rồi, gà quay hôm nay hết sạch rồi,
vừa nói ông lão bán hàng vừa bưng chồng bát đũa đi vào trong bếp. Kim Tư Kỳ đứng ở cửa thừa người ra một lúc, như thể không ngờ sẽ hết gà quay vậy. Cô thở dài, lẩm nhẩm, sao lại vậy chứ, bình thường vẫn có mà. Lúc này Đinh Dũng mới đi vào, vỗ vai Kim Tư Kỳ, lắc đầu, nói tiệm này có gì đó không ổn. Hay là thôi, chúng ta đi chỗ khác ăn. Không ổn, Kim Tư Kỳ suy nghĩ mà vẫn không hiểu Đinh Dũng nói gì. Cô Kim, hay cô đi chỗ khác ăn nhé, hôm nay thật sự hết hàng rồi, đột nhiên ông lão bán hàng đi từ trong bếp ra. Lần này Kim Tư Kỳ cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Sắc mặt ông ta có vẻ hơi cuống, trong đôi mắt còn rõ vẻ hoang mang, đặc biệt là khi nói đi nơi khác, giọng ông ta lại càng nặng nề hơn cả. Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong không gian, Kim Tư Kỳ nghe xong thì vô thức quay đầu nhìn. Cô Kim, cẩn thận, ông lão tái mét mặt hét lớn. Đáng tiếc đã muộn rồi, khi Kim Tư Kỳ quay đầu lại thì một con phi đao đã phi đến, cô căn bản không kịp phản ứng lại chứ đâu có cơ hội mà né tránh. Kim Tư Kỳ trợn tròn mắt nhìn phi đao càng ngày càng tới gần, mãi tới khi che khuất đôi mắt. Kim Tư Kỳ sởn gai ốc, tim đập thình thịch. Nói thì lâu nhưng chuyện xảy ra lại nhanh. Đúng lúc con dao sắp đâm trúng Kim Tư Kỳ thì một bàn tay đã xuất hiện phía bên trên gò má cô. Khi con dao đâm xuyên đến thì đã bị hai ngón tay người này kẹp chặt lại. Kim Tư Kỳ chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì Đinh Dũng đã víu lấy eo cô, theo đà lôi cô ra sau. Đinh Dũng có lẽ là người duy nhất tại hiện trường cảm nhận được nguy hiểm. Thực lực của anh mặc dù khôi phục về tầng đỉnh phong nhưng thực ra linh hồn và sức mạnh cũng như khả năng cảm nhận không phải thiên hạ đệ nhất thì ít nhất cũng xếp ở tầm cao. Việc cảm nhận được nguy hiểm vẫn không phải là vấn đề. Ba con phi đao đồng thời bay đến lao thẳng về phía Đinh Dũng. Đinh Dũng nheo mắt, khi phi đao phi đến, anh đã nhanh chóng nắm luôn bó đũa dùng một lần ở bàn bên cạnh, dứt khoát vung về phía trước. Đũa dùng một lần trong tay Đinh Dũng như biến thành ám khí sắc bén. Ba con dao đâm vào nhau, mặc dù không sắc như phi đao nhưng lực đạo vô cùng lớn khiến cả ba cây phi đao đều rời khỏi quỹ đạo ban đầu. Phập một tiếng, chúng đều cắm vào bàn và tường. Chơi ám khí cũng được lắm, Đinh Dũng cười nhìn bóng người đứng sau lưng ông lão bán hàng, nói cuộc đời không khác loài chuột giấu đầu hở đuôi, cút ra đây đi. Bốp, 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 một người đàn ông bước ra từ góc khuất, vỗ tay nói, lợi hại, lợi hại. Không ngờ trên đời này còn có người có thể dùng tay tiếp ám khí của tôi. Cậu tên là gì? Thực ra người này cũng hết sức kinh ngạc vì Đinh Dũng lại có thể dùng tay kẹp phi đao, và lại còn trong trường hợp bị đánh bất thình lình như vậy. Rõ ràng thực lực của Đinh Dũng mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Ha ha, nói cho tôi biết ai cử ông tới đây, tôi sẽ để cho ông toàn thây, Đinh Dũng lạnh lùng nói. Từ khi bước chân vào tiệm này, anh đã cảm thấy có gì đó khác thường. Lại thêm Kim Tư Kỳ vô tình để lộ sự khác lạ của ông lão này nên Đinh Dũng chắc chắn rằng ở đây nhất định có người mai phục. Mai phục trong tiệm ăn mà Kim Tư Kỳ thích nhất, xem ra là nhằm vào Kim Tư Kỳ. Để cho tôi toàn thây, vậy phải xem cậu có cái bản lĩnh này không đã, người đàn ông cau mày, lạnh nhạt nói. Đinh Dũng biến sắc, anh tiến lên trước gần giọng, ông dám. Đúng là một tên vô lại, dám làm hỏng việc tốt của mình. Đi chết đi, gã đàn ông chĩa vào Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông lão kia, trong tay còn cầm con dao kề cổ họng ông lão. Ông lão sợ hãi run rẩy, dựa vào tường, khó hòng tránh thoát. Thực tế, ông ta cũng không hề phản ứng lại kịp. Giây phút sau đó, phi đao đã rạch vào da ông lão, nhưng đúng lúc đó, một bàn tay đã nắm chắc lấy chuôi dao khiến con dao không thể tiến thêm được nữa. Sắc mặt gã đàn ông thay đổi hẳn. Gã ta buông phi đao ra, định lùi về phía sau nhưng Đinh Dũng không cho gã ta cơ hội này. Tay anh nắm lấy phi đao, lao người về phía trước, một tay kéo gã đàn ông, tay kia nắm lấy phi đao né người vút qua. Không một tiếng động, người đàn ông trợn trừng mắt, một tay bóp cổ, máu tươi trào ra từ kẽ ngón tay. Đến khi chết gã ta cũng không tin nổi, cho dù thế nào gã ta cũng không ngờ bên cạnh Kim Tư Kỳ lại xuất hiện một người đàn ông mạnh đến như vậy, tình báo sai rồi. Bụp, gã ta gã gục xuống đất. Á, đột nhiên tiếng hét phụ nữ trẻ vang lên. Phút vù vù. Người phụ nữ vừa giơ tay lên, vô số cây kim bạc đã bắn ra liên hồi. Người phụ nữ này mặc một chiếc quần bó màu đen với một chiếc thắt lưng kỳ lạ quanh eo, bà ta vừa sờ eo, trên tay đã thêm ba cây kim bạc sắc nhọn phi về phía Đinh Dũng. Cẩn thận, Đinh Dũng chau mày hét lên.
Kim bạc khác với phi đao có thể kẹp chặt vào đầu ngón tay nhưng kim bạc quá nhỏ, anh không dám chắc chắn. Thấy cây kim sắp bay tới, Đinh Dũng đột nhiên nắm lấy chiếc bàn bên cạnh, bê lên làm lá chắn trước người Kim Tư Kỳ. Tạch tạch tạch, kim cắm vào bàn gỗ phát ra những tiếng động nhẹ. Đột nhiên Đinh Dũng chau mày, một tay nắm chân bàn, tay kia vung tay về phía trước. Mặc dù kim bạc rất nhỏ nhưng cũng bị Đinh Dũng kẹp chuẩn xác ở giữa ngón tay, anh vứt kim xuống đất, bỏ bàn xuống, nhìn khuôn mặt giận dữ của người phụ nữ, chau mày hỏi cùng một phe. Ha ha ha, chồng à, em báo thù cho anh rồi, người phụ nữ nhìn thấy Đinh Dũng vứt kim bạc đi, đột nhiên bật cười khanh khách, nước mắt lã chã nhìn gã đàn ông trên đất run rẩy nói, không ngờ nhà họ Kim có thể mời được kẻ mạnh đến như vậy, đúng là không ngờ tới, nhưng mà, mày đã trúng phái vạn độc châm của tao, đường xuống suối vàng có người bầu bạn, vợ chồng tao cũng không cô đơn. Dứt lời, người phụ nữ đột nhiên quay người, giơ tay phải lên một lần nữa, vô số cây kim xé toang không khí bay về phía Kim Tư Kỳ. Dầm. Đinh Dũng một chân đá bay chiếc bàn qua đó chắn trước mặt Kim Tư Kỳ sau đó không lùi mà tiến như mũi tên lao về phía người phụ nữ áo đen và tiện tay kéo eo thắt lưng bà ta xuống. Tinh. Thắt lưng bị Đinh Dũng kéo xuống đất, mấy cây kim cũng rơi xuống theo, quả nhiên anh đoán không sai, thắt lưng là nơi giấu kim. Á, đi chết đi, thấy Kim Tư Kỳ không bị trúng kim, người phụ nữ giận dữ nhìn chằm chằm Đinh Dũng cười ghê rợn, cho dù không hoàn thành nhiệm vụ thì đã sao. Mày cứ đợi cùng xuống địa ngục với bọn tao đi. Chồng ơi, em xuống với anh đây, người phụ nữ áo đen hét lên một tiếng, một thanh đoản đao xuất hiện trong tay người phụ nữ, bà ta dùng nó đâm mạnh vào ngực mình. Thanh đao vừa đâm vào ngực lại bị bà ta rút ra, máu tươi ngay lập tức tuôn trào theo vết thương, người phụ nữ áo đen cười nham hiểm rồi ngã xuống, thanh đoản đao trong tay choang một tiếng, rơi xuống đất. Mày cũng trúng độc rồi, không có thuốc chữa, ha ha ha, trước khi chết. Bà ta còn khiến Kim Tư Kỳ mặt biến sắc. Anh Đinh, anh không sao chứ? Kim Tư Kỳ vội vàng tới bên Đinh Dũng hỏi. Đinh Dũng lắc đầu, anh chau mày nhìn vào lòng bàn tay, nhìn lòng bàn tay chuyển sang màu đen, anh nói thầm trong lòng, cây kim đó có độc. Tay của anh Đinh, tay của anh sao lại thành màu đen vậy? Kim Tư Kỳ nắm lấy tay Đinh Dũng nôn nóng tới phát khóc. Thấy Kim Tư Kỳ lo lắng, Đinh Dũng xoa đầu cô cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu. Bị trúng độc rồi còn nói không sao nữa, đều tại tôi, nếu không phải tôi, anh cũng không bị thương, Kim Tư Kỳ nắm lấy tay Đinh Dũng vô cùng lo lắng. Đột nhiên cô nhớ tới người phụ nữ áo đen nên ngồi xuống đất, kim độc của bà ta, trên người bà ta nhất định có thuốc giải. Nhất định có thuốc giải, nhất định có, Kim Tư Kỳ nói thầm trong lòng, nhưng cô càng hy vọng lại càng sợ hãi, nhỡ không có thuốc giải thì sao, vậy phải làm sao? Đừng ngốc nữa. Trên người bà ta sẽ không có thuốc giải đâu. Đinh Dũng bất lực nói, một sát thủ đã một lòng muốn chết thì trên người làm gì có thuốc giải, cho dù có cũng đã tiêu hủy từ lâu. Vậy phải làm sao, Kim Tư Kỳ nôn nóng tới rơi nước mắt. Ngốc à, tới bệnh viện là được rồi. Đinh Dũng lại chẳng lo lắng chút nào, trước hết, anh không hề cảm nhận được gì bất thường, hơn nữa giờ cũng không phải thời xưa, chúng độc không thuốc giải là không thể cứu, bây giờ y học phát triển. Trừ phi có một vài loại độc đặc biệt, nếu không đều có cách giải. Cho dù Đinh Dũng có trúng độc không thể cứu được thì anh lại cướp xác một lần nữa thôi, lão yêu quái đã sống hơn 5.000 năm như anh không dễ chết như vậy. Cô Kim, mọi người không sao chứ, lúc này, ông già kia run rẩy hỏi. Ông à, xin lỗi ông, đều tại cháu, nghe ông lão nói, Kim Tư Kỳ tự trách bản thân, cô nghiến răng nói, nếu không phải cháu thì bọn họ cũng không mai phục ở đây, cũng không làm ông bị thương. Không trách cô, ông lão lắc đầu run rẩy nói. Lúc này, Đinh Dũng đứng dậy nắm chặt tay, da trên cổ tay xuất hiện những vằn đen, lúc này anh bắt đầu cảm nhận được những cơn đau lan tới. Ông à, ông đừng sợ, nghe cháu nói. Đinh Dũng hít một hơi thật sâu liếc nhìn hai thi thể trên đất, nói, loại sát thủ như bọn họ chết rồi thì thôi, không có ai truy cứu trách nhiệm. Thi thể của bọn họ xử lý xong thì đừng nói chuyện này với bất kỳ ai, nghe Đinh Dũng nói. Ông lão vội vàng gật đầu, yên tâm đi, cho dù chết, tôi cũng không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Vậy thì chúng cháu đi trước đây, ông đóng cửa lại, đợi người tới, Đinh Dũng gật đầu để Kim Tư Kỳ phái người tới thu dọn. Ông lão đóng cửa tiệm trước đi, ai gõ cửa cũng đừng mở, cháu sai người tới xử lý thi thể, Kim Tư Kỳ lấy điện thoại ra gọi cho người làm,
sau đó dặn dò họ đưa cho ông lão một số tiền rồi mới đưa Đinh Dũng rời đi. Tới thẳng bệnh viện đi, chắc là chữa được. Đinh Dũng ngồi ở ghế phụ, cố nhịn nỗi đau khủng khiếp mà cười thật tươi. Anh còn có tâm trạng cười, Kim Tư Kỳ thấy cổ tay Đinh Dũng đen hết mà không khỏi đau lòng. Rất nhanh sau đó hai người đã ở trong bệnh viện. Lúc này cả cánh tay Đinh Dũng đã đầy những vằn đen, nhìn vô cùng thương tâm. Đinh Dũng nghiến răng ngồi trên giường bệnh, lòng bàn tay không ngừng chảy ra từng giọt máu đen. Chuyện gì thế này, hai bác sĩ vội vàng chạy tới, nhìn thấy cánh tay của Đinh Dũng thì mặt đều biến sắc. Một bác sĩ trong số đó ngay lập tức vẫy y tá, hét lên, trường hợp này là trúng độc, đi thông báo với những người khác chuẩn bị xét nghiệm máu. Bác sĩ, tôi trúng phải độc trên cây kim này. Đinh Dũng lấy cây kim từ trong túi ra, sau đó lấy phi đao còn dính chút máu đen trong lòng bàn tay đưa cho bác sĩ. Mau đi, lấy cái này tới phòng xét nghiệm, nhìn vật trong tay Đinh Dũng, bác sĩ đưa ngay cho y tá. Kim Tư Kỳ nhìn thấy phi đao và kim bạc Đinh Dũng lấy ra thì ngây người một lát rồi mới hỏi, anh sớm đã nghĩ tới nên mới giữ lại một cây kim. Đương nhiên, giải độc phải biết được đó là độc gì trước đã. Đinh Dũng cười, sắc mặt hơi tái đi. Cậu thanh niên này có vẻ hiểu biết, tôi làm sạch vết thương cho cậu đã. Hai bác sĩ ngồi xuống, bắt đầu xử lý miệng vết thương cho Đinh Dũng. Vết hằn màu đen lan ra rất nhanh, theo chiều cánh tay dần đi vào lồng ngực, một khi vào tim, không nói cũng biết hậu quả. Thời gian trôi đi từng chút một, sắc mặt của Đinh Dũng càng ngày càng tàn tạ, bây giờ anh mới là võ sĩ đỉnh phong, không thể dùng linh lực trong cơ thể để ép chất độc ra ngoài, nếu như phá vỡ cảnh giới võ giả. Trở thành võ sư thì có thể vận dụng linh lực ép chất độc ra ngoài. Chuyện gì vậy? Sao còn chưa có kết quả? Sau khi xử lý vết thương, thấy y tá mãi không quay về, hai bác sĩ đã bắt đầu sốt ruột. Tình hình hiện tại của Đinh Dũng không đúng, một nửa ngực đã chuyển màu đen, những vằn đen kia đang đan xen vào nhau mà kết quả xét nghiệm vẫn chưa có, không biết là độc gì thì chẳng thể giải được. Anh à, người xem chừng cậu ấy. Tôi đi xem sao, một bác sĩ khác nhìn Đinh Dũng một cái rồi đi ra ngoài. Kim Tư Kỳ thấy Đinh Dũng đang rơi vào hôn mê thì lo lắng nắm lấy tay bác sĩ nói, bác sĩ, nhất định phải cứu sống anh ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức, bác sĩ thở dài nhìn những vết hằn trên tay Đinh Dũng, nói thực sự không được, chỉ có thể lọc máu thôi nhưng lọc máu khá chậm, cũng không biết cậu ấy có trụ được không. Sau đó, bác sĩ kia đi vào nói nhỏ, chuẩn bị lọc máu đi, em đã sắp xếp phòng rồi. Không phân tích ra, hay là thành phần chất độc khá phức tạp, nghe vậy, bác sĩ còn lại cũng chau mày đứng dậy. Hai bác sĩ này một già một trẻ, người vừa đi ra ngoài là bác sĩ trẻ, có lẽ là học trò của bác sĩ này. Lúc này bác sĩ trẻ nghe thấy nói cũng than thở, vừa nãy phòng xét nghiệm vừa cho kết quả, ít nhất có tới 100 loại độc trộn lẫn vào nhau, hơn nữa còn một bộ phận không thể xét nghiệm ra, chỉ có thể lọc máu thôi. Cũng may hiện giờ trong số độc tố phát hiện ra phần lớn đều là độc tố máu, đang nói thì một đám y tá từ bên ngoài chạy tới. Họ nhanh chóng đẩy Đinh Dũng vào phòng phân tích máu, tình hình hiện tại của Đinh Dũng không thể kéo dài được nữa. Thấy Đinh Dũng bị người ta đẩy đi, Kim Tư Kỳ gục xuống đất, trong lòng vô cùng khó chịu, một lát sau cô mới lấy điện thoại trên giường bệnh của Đinh Dũng, gọi cho Hàn Phương Nhiên. Alo, có phải cô Phương Nhiên không? Điện thoại có người nghe. Kim Tư Kỳ liền hít một hơi bắt đầu hỏi. Là tôi, cô là ai? Sao cô lại dùng điện thoại của Đinh Dũng gọi, nghe thấy tiếng phụ nữ, Hàn Phương Nhiên liền cảm giác được nguy cơ. Trước đây cô không coi Đinh Dũng ra gì nhưng cũng không có cảm giác này, từ khi thay đổi cách nhìn với Đinh Dũng, nghe tiếng phụ nữ qua điện thoại Đinh Dũng liền cảm thấy ghen. Tôi là Kim Tư Kỳ, Đinh Dũng, anh ấy đang ở trong bệnh viện, mọi người mau tới đi. Kim Tư Kỳ nhìn điện thoại nhưng không biết phải giải thích thế nào. Tổng giám đốc Kim, Đinh Dũng sao rồi, sao lại ở bệnh viện, bị thương sao? Tiếng Hàn Phương Nhiên đầy kinh ngạc, không đợi Kim Tư Kỳ nói, cô đã nói ngay, tôi đến ngay. Tút tút tút, Hàn Phương Nhiên cúp máy. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Kim Tư Kỳ nắm chặt lấy máy của Đinh Dũng, không biết nhớ ra gì đó nên cúi đầu đi ra ngoài. Lúc này... Hàn Phương Nhiên đang ở trong công ty suy nghĩ nên đàm phán với bất động sản đỉnh Kim như thế nào thì nghe tin Đinh Dũng bị thương. Cô chẳng còn tâm trạng sắp xếp công việc nữa mà chạy xuống dưới, lái xe như bay tới bệnh viện. Rất nhanh sau đó, cô đã tới bệnh viện. Sao rồi, thấy Kim Tư Kỳ, Hàn Phương Nhiên vội vàng chạy tới hỏi, rốt cuộc anh ấy sao rồi?
anh ấy trúng độc, bây giờ đang ở trong phòng lọc máu. Kim Tư Kỳ hít thật sâu rồi kể tóm tắt lại những chuyện quan trọng, nhưng cô không nói với Hàn Phương Nhiên tại sao Đinh Dũng lại trúng độc. Biết Đinh Dũng trúng độc vì chuyện đàm phán của nhà họ Hàn, Hàn Phương Nhiên lòng đau như cắt, lần đầu tiên cô thấy sợ, sợ mất đi Đinh Dũng. Không bao lâu sau, cánh cửa phòng lọc máu mở ra, một bác sĩ đi tới. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Hàn Phương Nhiên và Kim Tư Kỳ đồng thanh hỏi. Bác sĩ kia nhìn Kim Tư Kỳ, lại nhìn Hàn Phương Nhiên hỏi, ai là người nhà bệnh nhân? Vừa rồi là ai ký? Tôi, Kim Tư Kỳ và Hàn Phương Nhiên lại đồng thanh nói. Nói xong, hai người nhìn nhau, bác sĩ cũng ngẩn ngơ, chuyện gì thế này, hai người phụ nữ xinh đẹp đều là người thân của cậu ấy. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Hàn Phương Nhiên, Kim Tư Kỳ vội vàng xua tay nói, cô ấy là vợ của Đinh Dũng, vừa rồi là tôi ký. Cô và bệnh nhân có quan hệ gì, không thể ký bừa được đâu, bác sĩ chau mày, nếu như xảy ra chuyện, người ký tên không phải người nhà, bệnh viện sẽ phải chịu trách nhiệm. Kim Tư Kỳ ngẩn người. Cô và Đinh Dũng có quan hệ gì, bây giờ còn chưa cả là bạn. Thấy ánh mắt ép hỏi của bác sĩ, cô gái đầu hỏi đoán bừa, tôi và anh ấy, là bạn cùng lớp. Đinh Dũng và cô Kim là bạn cùng lớp, chuyện này tôi biết. Hàn Phương Nhiên cũng gật đầu thử hỏi, bây giờ Đinh Dũng thế nào rồi? Bây giờ bệnh nhân đã ổn định nhưng lọc máu không thể nào xử lý hết chất độc, may mà cơ thể cậu ấy khỏe mạnh, sức sống kiên cường, làm thủ tục nằm viện trước đã. Bác sĩ gật đầu đưa cho Hàn Phương Nhiên một tờ đơn. Bác sĩ, tôi có thể vào trong không? Hàn Phương Nhiên cầm tờ đơn trong tay ngây người một lúc, đợi bác sĩ đi xa, cô mới bình tĩnh lại hét lớn lên. Nghe tiếng hét sau lưng, một vài bác sĩ cũng ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn lại nhưng không quan tâm tới Hàn Phương Nhiên mà đi khỏi đó. Cô Hàn, tôi cùng cô vào trong. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Hàn Phương Nhiên, Kim Tư Kỳ thở dài. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Kim. Hàn Phương Nhiên gật đầu hít một hơi thật sâu cùng Kim Tư Kỳ vào trong. Trong phòng lọc máu, Đinh Dũng nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, anh nhắm nghiền mắt lại không chút tiếng động. Nếu như không phải lồng ngực còn phập phồng, điện tâm đồ còn chạy trên màn hình thì Hàn Phương Nhiên còn tưởng Đinh Dũng đã chết. Toàn thân Đinh Dũng lúc này đầy những ống truyền, nhất là động mạch vùng cổ còn có một ống truyền nhỏ bằng đầu ngón tay, máu đen chảy ra ngoài theo đường ống truyền, qua máy lọc máu. Lại theo một ống truyền khác từ từ đi vào cơ thể. Á, sao có thể như thế, khi Hàn Phương Nhiên nhìn thấy những vết hằn đen trên người Đinh Dũng thì không khỏi giật mình kinh hãi. Từng đường màu đen như dây xích quấn chặt lấy cơ thể Đinh Dũng, cánh tay anh cũng biến thành màu đen, da anh không có lấy một chút màu sáng. Nhìn dáng vẻ này của Đinh Dũng, Kim Tư Kỳ không khỏi tự trách. Nếu như cô không đưa Đinh Dũng tới cửa hàng đó, nếu như không vì cứu cô thì Đinh Dũng sẽ không đến nỗi này. Nghĩ mãi, Kim Tư Kỳ đỏ hoe đôi mắt, cô cố nhịn vị chua chát cay xè nơi sống mũi mà lắc đầu nói, không biết, anh ấy trúng độc nhưng không biết là độc gì, ngay cả bệnh viện cũng không xét nghiệm ra. Tôi đi báo với người nhà, Hàn Phương Nhiên che miệng, mắt ngấn lệ. Trước đây khi Đinh Dũng còn khỏe mạnh, cô chưa từng có cảm giác này, thậm chí trước đây cô còn cảm thấy anh phiền phức, nhưng bây giờ anh nằm trên giường bệnh. Không hiểu sao lòng cô đột nhiên thấy đau. Kim Tư Kỳ gật đầu nói, đi đi, tôi ở đây trông. Cho dù nói thế nào, chuyện này cũng nên thông báo cho người nhà một tiếng. Nhìn Hàn Phương Nhiên cầm điện thoại rời khỏi phòng lọc máu, Kim Tư Kỳ quay lại nhìn Đinh Dũng rồi hỏi y tá đang quan sát điện tâm đồ, anh ấy, bây giờ tình hình anh ấy thế nào? Nghe Kim Tư Kỳ hỏi, y tá đó ngây ra một lúc rồi lắc đầu. Ngược lại người đàn ông đang vùi đầu không biết nghiên cứu gì thì ngẩng lên nói, tình hình hiện tại của cậu ấy không lạc quan lắm, mặc dù đã lọc máu, độc tố trong cơ thể được xử lý một phần rồi nhưng loại độc này rất kỳ lạ, đến bây giờ chúng tôi cũng không xét nghiệm ra tất cả thành phần của nó, cũng không biết nó có phản ứng gì, bao gồm cả những vằn đen trên cơ thể cậu ấy. Tóm lại là tất cả đều không lạc quan, bác sĩ nọ lắc đầu nhìn Đinh Dũng kỳ lạ rồi bất lực than thở. Thực ra còn một chuyện ông chưa nói với Kim Tư Kỳ, đó là độc tố trong cơ thể Đinh Dũng giống như vật sống vậy, có thể tự phát tán, giống như sinh sản vậy. Đây là chuyện mà cả giới y học thậm chí cả giới học thuật cũng chưa từng gặp phải. Bệnh viện đã thông báo tới các chuyên gia ở các khu vực khác, chuyện này đã được đưa vào kế hoạch bảo mật rồi. Trong lúc đó, mặc dù Đinh Dũng đã hôn mê nhưng linh hồn thì tỉnh táo, anh vẫn đang nghiên cứu độc tố kỳ lạ này. Lúc đầu anh cho rằng độc trên cây kim là loại phổ biến,
với sự phát triển hiện giờ của y học thì chắc là chữa được, nhưng xem ra bây giờ, loại độc kỳ lạ này nằm ngoài sự tưởng tượng của anh. Trong máu của anh chứa không ít điểm đen, những điểm đen này chẳng chịt dính chặt vào thành mạch máu, ăn mòn cơ thể anh. Ninh Dũng thử điều tiết linh lực trong cơ thể mình nhưng bây giờ anh chỉ là võ sĩ tầng đỉnh phong, linh lực quá yếu ớt, căn bản không có tác dụng với những điểm đen này, chỉ có thể nhìn những điểm đen này ăn mòn cơ thể. Không được, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị ăn mòn. Ninh Dũng tự nhủ trong lòng, khó khăn lắm anh mới quay về, hơn nữa còn luyện thành công thánh tâm quyết, bắt đầu dùng sức mạnh của linh hồn để nuôi thể xác. Chẳng lẽ lại phải đổi cơ thể một lần nữa? Thời gian trôi qua từng chút một, Đinh Dũng còn đang do dự thì đột nhiên nghĩ ra cách. Phương Nhiên, con vội vàng gọi bố mẹ tới làm gì, còn tưởng con bị thương, lúc này tiếng Lâm Hồng Ngạn từ bên ngoài phòng bệnh truyền tới. Hàn Phương Nhiên đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn liền vội vàng ra đón, cô nói với sắc mặt tiều tụy, bố mẹ, Đinh Dũng xảy ra chuyện rồi. Hả, chuyện gì, nghe con rể xảy ra chuyện? Hàn Thành Sơn chau mày. Nó có thể xảy ra chuyện gì? Mẹ còn mong nó không may gặp chuyện, như vậy con có thể danh chính ngôn thuận ly hôn với nó. Lâm Hồng Ngạn hừ lạnh, vừa nhắc tới Đinh Dũng là bà ta đã tức giận. Lâm Hồng Ngạn kéo tay Hàn Phương Nhiên, nhìn trái nhìn phải rồi nói nhỏ, Phương Nhiên, mẹ nói con này, mẹ thay con tìm một nhà tốt, nghe nói là cậu chủ của xí nghiệp đứng đầu thành phố Kim Châu. Mẹ, mẹ làm gì vậy chứ? Đinh Dũng trúng độc còn nằm trong bệnh viện. Con gọi bố mẹ tới không phải để bố mẹ nói những điều này, Hàn Phương Nhiên nghe mẹ mình nói thì không khỏi phẫn nộ nên lớn tiếng nói. Con, Lâm Hồng Ngạn thấy Hàn Phương Nhiên tức giận liền sưng mặt lên. Ôi trời, được rồi, Hàn Thành Sơn kéo Lâm Hồng Ngạn sau đó nhìn Hàn Phương Nhiên hỏi, Phương Nhiên, rốt cuộc có chuyện gì, Đinh Dũng sao lại trúng độc? Con không biết, Hàn Phương Nhiên lắc đầu, cô không rõ chuyện gì đã xảy ra. Thế nó đâu, Lâm Hồng Ngạn hừ lạnh một tiếng thì hỏi xen vào. Hàn Phương Nhiên nhìn vào phòng lọc máu nói, ở bên trong, đang lọc máu. Độc gì, lẽ nào không có cách giải độc mà còn phải lọc máu sao? Hàn Thành Sơn chau mày, ông ta từng nghe nói lọc máu không tốt cho sức khỏe, Đinh Dũng vốn đã yếu ớt làm sao có thể chịu được sự dày vò như vậy. Chúng độc thì tốt, chết sớm siêu thoát sớm, lần sau đầu thai vào nhà nào tốt. Trong khi đó tất cả mọi người đều không ngờ được Lâm Hồng Ngạn không những chẳng vào thăm Đinh Dũng mà còn lớn tiếng, cho khỏi bám lấy Phương Nhiên không buông. Cạch, lúc này, cửa phòng bệnh bị Kim Tư Kỳ mở ra thật mạnh. Anh ấy là con rể của mấy người đối xử như vậy với người nhà mình sao? Hay là người nhà họ Hàn mấy người đều máu lạnh vô tình? Kim Tư Kỳ tức giận tới mức môi run run, cô ở trong phòng nghe rõ mồn một. Bố mẹ vợ Đinh Dũng có thể nói ra những lời khiến người ta ớn lạnh như vậy, không biết Đinh Dũng nghe được sẽ cảm thấy thế nào. Hứ, cô là ai, ở trong phòng con rể tôi làm gì, nghe Kim Tư Kỳ nói, Lâm Hồng Ngạn chau mày hắng giọng. Mặc dù Lâm Hồng Ngạn cảm thấy Kim Tư Kỳ hơi quen nhưng không nghĩ ra là ai, bà ta đang mong Đinh Dũng xảy ra chuyện để ly hôn với Hàn Phương Nhiên thì nhìn thấy một cô gái đi ra từ phòng bệnh, đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Bà ta đang muốn bôi nhọ danh tiếng của Đinh Dũng để Đinh Dũng không thể ở bên cạnh Hàn Phương Nhiên được. Quả nhiên, đám người như bà tố chất thấp, Kim Tư Kỳ vô cùng tức giận, cô nhìn chằm chằm Lâm Hồng Ngạn nói, đầu tiên, đây không phải là phòng bệnh, là phòng lọc máu, tôi thích ở đâu thì ở, bà quản được chắc. Đúng là người già lắm chuyện. Cô Kim, xin lỗi, mẹ tôi không cố ý, thấy Kim Tư Kỳ tức giận, Hàn Phương Nhiên liền thay mẹ xin lỗi. Thực ra Hàn Phương Nhiên cũng không thể chấp nhận nổi lời Lâm Hồng Ngạn nói vì dù nói thế nào Đinh Dũng cũng là con rể nhà họ Hàn, bây giờ anh còn ở trong phòng lọc máu không rõ sống chết, mẹ cô lại tính chuyện gả cô cho người khác, dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Mẹ, mẹ nói bớt lại đi, nói xong, Hàn Phương Nhiên lại nhìn mẹ mình, nói nhỏ, đây là Tổng Giám Đốc Bất Động Sản Đỉnh Kim, không phải mẹ cũng từng gặp một lần rồi sao, sao mẹ nhanh quên vậy? Hả, ha ha. Hóa ra là Tổng Giám Đốc Kim à, nghe Hàn Phương Nhiên nói, Lâm Hồng Ngạn liền nhớ ra ngay, người trước mặt bà ta không phải chính là Tổng Giám Đốc Bất Động Sản Đỉnh Kim sao, vừa rồi bà ta còn nặng lời với Tổng Giám Đốc Kim. Lâm Hồng Ngạn sốt ruột, bà ta còn chưa biết chuyện Bất Động Sản Đỉnh Kim hủy hợp tác nên vì con gái, bà ta phải tỏ ra niềm nở Tổng Giám Đốc Kim, cô đừng chấp tôi làm gì, xin cô tha lỗi, vừa rồi tôi không cố ý. Ha ha,
Tôi còn phải suy nghĩ cho kỹ có nên hợp tác lại với mấy người không, Kim Tư Kỳ tức nghẹn cổ, khoanh tay đứng sang bên cạnh. Cô chưa bao giờ gặp loại người này, nếu như không coi con rể ra gì thì cứ ly hôn là được rồi, một người đàn ông ưu tú như thế còn sợ không tìm được vợ. Đúng là không biết trân trọng. Tổng Giám Đốc Kim, thực ra tôi, nghe Kim Tư Kỳ nói, Hàn Phương Nhiên hơi lo lắng nên phải lên tiếng giải thích ngay. Nhưng còn chưa đợi Hàn Phương Nhiên mở lời, cô đã ngắt lời Hàn Phương Nhiên, bây giờ nôn nóng rồi, sao vừa nãy mẹ cô khinh thường anh Đinh, cô không nôn nóng chút nào. Người thấy lợi quên nghĩa, vong ân bội nghĩa như mấy người, làm sao tôi yên tâm giao công trình cho mấy người. Giọng Kim Tư Kỳ rất lạnh lùng, thực ra cô nói cũng đúng, con rể mình còn đối xử như thế, nếu như giao công trình cho họ làm xảy ra chuyện thì phải làm sao. Đinh Dũng nằm trong phòng lọc máu, nghe hết tất cả. Thực ra Lâm Hồng Ngạn đối xử với anh như vậy đã không phải chuyện ngày một ngày hai, anh cũng chưa từng trách móc chuyện gì, dù sao đó cũng là mẹ ruột Hàn Phương Nhiên, anh có thể làm gì được chứ? Nói xong, Kim Tư Kỳ cũng không quay đầu mà rời khỏi bệnh viện. Cô tới trước cổng bệnh viện, hít một hơi thật sâu mới cảm thấy dễ chịu một chút, sau đó mới lấy điện thoại ra gọi cho Kim Vô Đạo. Trong khi đó, Lâm Hồng Ngạn bị Hàn Phương Nhiên làm phiền cũng vào phòng nhìn Đinh Dũng một cái nhưng vừa vào cửa đã bị dọa sợ thất thanh. Á, chuyện gì vậy, vậy còn là người không? Lâm Hồng Ngạn kêu lên chỉ vào Đinh Dũng đang nằm trên giường với khuôn mặt sợ hãi. Hàn Phương Nhiên chau mày nhìn theo ngón tay Lâm Hồng Ngạn đang chỉ vào Đinh Dũng, kết quả vừa nhìn sắc mặt cô cũng trở nên trắng bệch, tim đập thình thình vội vàng hét lên, bác sĩ mau nhìn đi, chuyện này là sao? Bác sĩ đang bận rộn trong phòng bệnh cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy tình trạng của Đinh Dũng cũng sợ giật nảy mình, sắc mặt thay đổi nói với y tá, nhanh, mau thông báo cho họ, chuẩn bị lọc máu. Tiếp tục ngay bây giờ sao? Liên tục lọc máu nếu không sẽ, y tá ngây người thắc mắc. Bình thường không có người nào lọc máu liên tục hai lần trong một ngày bởi vì như vậy có hại cho sức khỏe, hơn nữa rất dễ bị sốc. Không lọc máu nữa thì cậu ấy sẽ chết. Còn không mau đi đi, bác sĩ hét lên, ông trao màu nhìn Hàn Phương Nhiên và nói, người nhà bệnh nhân phải không, cần phải lọc máu ngay, xin ra ngoài đợi. Được, được, Lâm Hồng Ngạn sợ hãi nhìn Đinh Dũng rồi kéo Hàn Phương Nhiên lùi ra ngoài. Lúc này, toàn thân Đinh Dũng đều đã chuyển thành tím tái, da của anh bị những vết hằn đen khóa chặt như dây xích, cả người trông không khác gì than đen. Chuyện gì vậy, Hàn Thành Sơn lùi lại. Ông ta sợ hãi đặt tay lên lồng ngực nhìn cánh cửa phòng lọc máu đóng lại. Rất nhanh sau đó rất nhiều y tá chạy tới, ai nấy cũng hoang mang khiến Hàn Phương Nhiên lo lắng vô cùng. Trong khi đó Đinh Dũng cũng rất lo lắng, theo như tính toán ban đầu của anh, ít nhất tới ngày mai loại độc này mới diễn biến xấu nhưng trước đó không lâu đã bắt đầu thoát khỏi sự khống chế lan khắp toàn thân. Nếu không phải phần hồn của anh vẫn luôn nuôi dưỡng cơ thể duy trì cơ thể không ngừng tự phục hồi thì e là sớm đã mất mạng rồi. Không được, dựa vào bọn họ thì không cứu được cơ thể này nữa, Đinh Dũng bất lực than thở, hiện giờ chỉ có một cách đó chính là thoát khỏi cơ thể này, đoạt thể xác đầu thai lần nữa. Nghĩ tới đây, Đinh Dũng không do dự bắt đầu thi triển sức mạnh của linh hồn, thoát ra khỏi xác thịt, đồng thời cũng mất đi khả năng khống chế cơ thể. Nhưng cho dù anh có thoát ra khỏi cơ thể thì thánh tâm quyết, sợi dây liên kết linh hồn và xác thịt cũng không hề bị đứt đoạn, phần hồn của anh cũng không ngừng cung cấp năng lượng cho thể xác. Chuyện này, sao có thể như vậy chứ, sắc mặt Đinh Dũng thay đổi hẳn, anh vội vàng cảm nhận một lát. Đáng chết, quả nhiên không ngoài dự đoán, đột nhiên Đinh Dũng phát hiện ra mặc dù linh hồn ở ngoài thể xác nhưng sự liên kết giữa hồn và xác vẫn như cũ, cùng sinh tồn, cùng tiêu tan. Cũng chính là nói sợi dây này không đứt, lúc thể xác mất đi cũng chính là lúc linh hồn anh tan biến. Chuyện này không thể nào, mình còn không thể chết kia mà, ban đầu Đinh Dũng còn không lo lắng bởi vì anh có thể đoạt xác trùng sinh nhưng bây giờ thì khác, anh không thể nào cắt đứt sự liên kết giữa linh hồn và thể xác. Cảm nhận được sự yếu ớt của thể xác, Đinh Dũng bắt đầu lo lắng. Đinh Dũng cảm nhận được linh lực mỏng manh trong cơ thể, anh hít thật sâu, xem ra chỉ có thể thử một lần phá vỡ rồi. Nếu như muốn loại bỏ toàn bộ độc tố cũng không phải không có cách, nhưng với cảnh giới hiện giờ của anh, vốn không thể nào thi triển bất kỳ thuật pháp nào, chỉ có thể tự phá vỡ cảnh giới võ giả thôi. Đột phá khỏi cảnh giới võ giả là tới võ sư, cũng chính là võ học đại sư mà người ta thường nói nhưng đây là xưng hô thời nay. Thời xưa, cảnh giới này còn có một cái tên gọi là trúc cơ.
Cái gọi là trúc cơ chính là hấp thụ linh khí trời đất tẩy sạch cơ thể phàm trần, từ đó không còn là người phàm nữa mà chính thức được liệt vào hàng tu hành, gột rửa, bước lên một tầm cao mới và khởi đầu mới. Cho dù cơ thể có bệnh tật gì hoặc chúng phải độc gì đều có thể loại bỏ trong lễ rửa tội lúc trúc cơ, cũng giống như thay đổi thể xác. Nhưng vấn đề đặt ra trước mắt Đinh Dũng lúc này là trạng thái của anh thì làm sao có thể phá vỡ cảnh giới võ giả. Phá vỡ cảnh giới này cần thiên thời địa lợi nhân hòa, bây giờ Đinh Dũng không chỉ không có thiên thời địa lợi mà bản thân cũng không thể tập trung tinh thần, thân thể càng khó mà động đậy, trạng thái này mà cố gắng phá vỡ cảnh giới, khả năng thành công chẳng tới 1%. Buộc phải tìm được một nơi yên tĩnh, Đinh Dũng nghĩ như vậy, bắt đầu nghĩ tới việc làm sao đoạt lại khả năng kiểm soát cơ thể. Nếu như phát huy sức mạnh của linh hồn đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể cũng không phải vấn đề nhưng chỉ sợ cơ thể này khó có thể chịu được sự giải phóng của sức mạnh linh hồn mà dẫn tới hậu quả không thể bù đắp. Không nghĩ được nhiều như vậy nữa, Đinh Dũng hít một hơi thật sâu, nghĩ tới nghĩ lui đã không còn cách nào khác, không ngờ Đinh Dũng mình lại bị ép tới con đường này, đúng là không có chuyện gì là không thể. Nếu như hai sát thủ đó biết được bọn họ đã ép một lão quái vật sống hơn 5.000 năm suýt nữa tiêu tan thì e là dù có ở dưới suối vàng cũng rất tự hào. Nếu như đã quyết định thì không thể do dự thêm nữa, Đinh Dũng nhắm mắt đọc thầm pháp quyết. Giữa trán Đinh Dũng, nơi người khác không nhận ra, đang có một hình nhân rất nhỏ ngồi giữa vầng sáng, một luồng sáng bạc bao quanh lấy bóng người đó và Đinh Dũng. Nếu như nhìn kỹ thì hình dạng của hình nhân này giống hệt với Đinh Dũng. Đột nhiên bóng người nhỏ bé đó mở mắt ra, tay chắp lại, miệng hét lên, mở cho ta. Trong nháy mắt vô số chùm sáng vàng hướng ra xung quanh như những mũi giáo xuyên thủng mọi thứ. Thứ đầu tiên nó đâm vào là những điểm đen nhỏ trong máu đầu Đinh Dũng, những điểm đen này vốn ở trong máu của Đinh Dũng, bị ánh sáng xuyên qua nên ngay lập tức tiêu tan như tuyết đông gặp nắng rơi xuống từng mảng. Trong khi đó điểm đen ở những bộ phận khác cũng cảm nhận được nguy hiểm mà điên cuồng trào lên phần đầu. Mỗi lần khi chưa chạm vào phần đầu liền bị ánh sáng hình nhân phát ra tiêu diệt sạch. Thời gian không còn nhiều mau nhanh lên, nghĩ tới đây, Đinh Dũng nằm trên giường bệnh đột nhiên mở mắt. Hơi thở của bệnh nhân hơi loạn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, một bác sĩ đang chau mày lẩm bẩm với chiếc máy điện tâm đồ đột nhiên thấy một đường thẳng mà mặt mày biến sắc vội vàng quay qua giường nhìn bệnh nhân. Lúc này Đinh Dũng đã tạm thời đoạt lại quyền khống chế thân thể, anh ngồi bật dậy. Dứt bỏ hết các ống truyền sau đó ôm vết thương trên cổ, nhảy xuống giường, liếc nhìn đám người đang kinh ngạc rồi lảo đảo xông ra ngoài cửa, kéo cửa sổ, chạy ra ngoài. Nhanh, mau ngăn cậu ấy lại, một bác sĩ nam đeo kính ngay lập tức chỉ vào Đinh Dũng và hét lên. Lúc này mọi người mới tỉnh táo lại, bệnh nhân chạy rồi, một đám người vội vàng đuổi theo. Hàn Phương Nhiên đang đứng tranh luận với Lâm Hồng Ngạn thì đột nhiên nghe được tiếng ồn ào phía sau nên quay người lại. Đinh Dũng nhìn thấy Hàn Phương Nhiên, trái tim không khỏi bồi hồi, anh không thể dừng lại, anh buộc phải tìm một nơi an toàn vậy nên anh không lên tiếng mà chạy thẳng ra khỏi bệnh viện. Mau ngăn cậu ta lại, một đám người ùa ra từ phòng lọc máu, người đứng đầu là một bác sĩ nam, lúc này đã vô cùng nóng ruột. Nghe chủ nhiệm nói, các bác sĩ và y tá trong bệnh viện cũng đuổi theo nhưng bệnh viện người qua người lại, một đám người ùa ra cũng bị phân tán trong dòng người. Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên đương nhiên cũng nhìn thấy Đinh Dũng, cô đưa tay ra nhưng Đinh Dũng chỉ để lại cho cô bóng người lướt qua. Cái thằng này không chữa cho tử tế chạy ra ngoài làm gì, Hàn Thành Sơn nhìn thấy vậy chau mày hỏi. Thấy Đinh Dũng chạy ra ngoài, Lâm Hồng Ngạn hừ lạnh một tiếng, khóe miệng tỏ ra vẻ châm biếm, bà ta lạnh lùng nói, chết đi mới tốt, chạy ra ngoài chết thì xong chuyện, đỡ phải ly hôn. Mẹ, mẹ còn nói như vậy thì đừng trách con không nhận mẹ. Hàn Phương Nhiên rất ít khi tức giận như vậy, cô chỉ nói một câu rồi cũng đuổi theo anh. Hai bảo vệ đang tuần tra trước cửa bệnh viện, đột nhiên thấy bóng người đen xì xông tới, đằng sau còn có một đám người theo đuôi liền ngây ra. Hai người ngăn cậu ta lại, thấy hai bảo vệ trước cổng, một người trong số đó nhanh nhạy giơ tay hét lên. Nghe bác sĩ nói, hai bảo vệ không dám ngẩn ngơ, cứ nghĩ Đinh Dũng ăn trộm thứ gì nên chặn Đinh Dũng lại ngay lập tức còn hét lên, dừng lại. Đứng lại, hai bảo vệ đồng thanh. Đinh Dũng nhìn hai người họ một cái, chau mày nhưng vẫn không dừng bước, ngược lại còn tăng tốc xông thẳng vào hai người họ. Dầm. Hai bảo vệ không ngờ Đinh Dũng lại dám va vào mình, vốn không có thời gian xử lý nên ba người cứ thế va vào nhau. Tiếng va chạm vang lên, hai bảo vệ kia ngã xuống.
Ninh Dũng vượt qua hai người họ trao đảo ngã xuống đất lăn một vòng, nửa quỳ xuống đất nôn ra ngụm máu đen, vằn đen trên cổ càng ngày càng dày đặc nhưng trên mặt đã dần biến mất. Mặc dù những vằn đen này khó đối phó nhưng chúng gần như vẫn không phải đối thủ của sức mạnh linh hồn khủng khiếp của Đinh Dũng. Nếu như không phải vì sợ làm hại tới cơ thể thì Đinh Dũng sớm đã làm sạch hết độc tố màu đen rồi. Khụ khụ, Đinh Dũng ho ra hai vũng máu đen, anh cố gắng đứng dậy nhưng còn chưa kịp bước thì một bóng người đi tới, vội vàng đỡ anh. Chủ nhiệm Lương, ngăn cậu ta lại, có bác sĩ nhìn thấy Lương Bính Thu thì mắt sáng rực vội vàng hét lên. Các chuyên gia sắp tới rồi, nếu như để bệnh nhân chạy mất lúc này, viện trưởng không thể nào ăn nói với người ta, nhất định phải giữ Đinh Dũng lại. Cậu đây là, Lương Bính Thu trao mày đỡ Đinh Dũng lên mới nhận ra anh, sắc mặt ông thay đổi hẳn, ông vội vàng hỏi cậu Đinh. Sao cậu lại thành ra như vậy? Khụ khụ, Đinh Dũng lắc đầu, anh nắm tay Lương Bính Thu nói khẽ, giúp tôi ngăn họ lại. Đinh Dũng vừa nói xong lại tiếp tục nôn ra máu đen, anh lau vết máu trên miệng rồi chạy ra ngoài bệnh viện. Chủ nhiệm Lương, có việc gì vậy? Bảo ông ngăn cậu ta lại. Sao ông lại, một nam bác sĩ mặt mày khó coi nhìn chằm chằm Lương Bính Thu. Vốn dĩ Lương Bính Thu ngăn Đinh Dũng lại rồi nhưng lại để anh chạy mất. Có ý gì, cậu có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Muốn đuổi theo thì cậu đi mà đuổi, nghe nam bác sĩ kia nói vậy, Lương Bính Thu mặt mày khó coi hắng giọng đẩy đám người đi. Trong bộ dạng tức giận của Lương Bính Thu, đám người mặt ngơ ngác nhìn nhau. Không chỉ để Đinh Dũng chạy mất mà còn đắc tội với chủ nhiệm Lương của khoa châm cứu. Thật là mất nhiều hơn được. Đinh Dũng anh đi đâu? Lúc này Hàn Phương Nhiên chạy ra khỏi bệnh viện, khóe mắt còn đẫm nước. Cô bặm chặt môi bất lực dựa vào trụ đá bên cạnh. Anh ấy rốt cục sao vậy nhỉ? Anh ấy có bí mật gì không thể nói với mình sao? Hàn Phương Nhiên hoảng loạn vô cùng. Cô không biết rốt cục Đinh Dũng bị làm sao mà cứ nghĩ tới bộ dạng một mình chạy đi của anh mà cô không khỏi lo lắng. Phương Nhiên, chúng ta về nhà thôi, đúng lúc này. Lâm Hồng Ngạn đi tới. Bà ta nắm tay Hàn Phương Nhiên nhìn cửa bệnh viện rồi lên giọng, thằng đó chẳng ra làm sao. Đến chào cũng không nói nổi một câu đã bỏ đi rồi. Về nhà với mẹ, từ nay về sau nhà họ Hàn chúng ta không bao giờ liên quan gì đến nó nữa. Mẹ, anh ấy, Hàn Phương Nhiên vốn dĩ còn định giải thích cho Đinh Dũng nhưng cô còn chưa lên tiếng thì bố cô là Hàn Thành Sơn đã đi tới, nói, đi thôi, chúng ta về nhà trước đã. Nó đã không ở viện thì nói không chừng về nhà rồi cũng nên. Nó dám, bộ dạng đó của nó mà dám về nhà thì tôi báo cảnh sát, ai ngờ Lâm Hồng Ngạn nghe vậy thì mặt mày thay đổi hẳn. Thấy Lâm Hồng Ngạn như vậy, Hàn Thành Sơn vội phất phạt áo, khẽ giọng nói, bà nói khẽ một tí. Không phải tôi đang dỗ Hàn Phương Nhiên về sao? Hừ, tôi không quan tâm, Lâm Hồng Ngạn tỏ vẻ bất bình, cắn răng đáp lại. Đúng lúc này Hàn Phương Nhiên đột nhiên sáng mắt lên, cô đứng bật dậy nghiến răng, đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Có lẽ anh ấy cũng đã về nhà rồi, nhưng nếu như về thì tại sao lại không đi cùng với chúng ta? Lẽ nào là sợ bố mẹ cô trách móc sao? Hàn Phương Nhiên lúc này thực sự rất hoang mang, cô không biết nên làm thế nào. Đinh Dũng loạng choạng như vậy, không biết mình đi đâu. Cuối cùng anh ngồi phịch xuống bên ngoài bức tường nhà dân bỏ hoang. Trên tường còn phun những chữ rất to, có lẽ là một thôn sắp bị dỡ, khu dân cư xung quanh đã không còn ai, phần lớn đều đã dọn đi. Có lẽ là cách viện đủ xa rồi, Đinh Dũng lắc đầu để mình thức tỉnh lại. Trước đó khi anh ở phòng lọc máu đã nghe thấy hai chủ nhiệm của bệnh viện khẽ giọng thảo luận phương án xử lý. Bọn họ muốn lấy Đinh Dũng làm vật thí nghiệm, nghiên cứu loại độc tố đặc biệt trên người Đinh Dũng, và đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến Đinh Dũng trốn khỏi bệnh viện. Đinh Dũng ngồi dựa vào tường, cảm nhận sự thay đổi bên trong cơ thể. Anh hiểu ra rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa, vì sức mạnh của linh hồn quá lớn, cơ thể anh lại càng lúc càng yếu ớt hơn, nếu như vậy thì không khác gì những năm tháng vô tận mà anh đã từng trải qua trước đó, cơ thể dần dần sẽ mục rữa. Nhưng lần này khác ở chỗ một khi cơ thể mục rữa, vì thánh tâm quyết nên linh hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ít nhất thì cũng tổn hại tới nguyên khí. Bố xem ở đây có người này, đúng lúc này, một cô bé chừng 11, 12 tuổi chạy tới chỉ vào Đinh Dũng. Đằng sau cô bé là người đàn ông trung tuổi. Nghe cô bé nói vậy, ông ta vội đi tới. Khi trông thấy những vết hằn đen trên người Đinh Dũng thì sắc mặt ông ta tái nhợt cả đi. Ông ta vội vàng kéo cô con gái lại, nói Thiên Thiên, đừng đụng vào cậu ta,
gọi xe cứu thương là được rồi. Vâng, cô con gái gật đầu, rút điện thoại ra đưa cho bố mình. Người đàn ông trung tuổi cầm điện thoại, định gọi tới số cấp cứu 120 thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên, đừng gọi 120, tôi không sao. Nghe vậy, ông ta vội nhìn sang Đinh Dũng, chỉ thấy Đinh Dũng từ từ mở mắt, lắc đầu, nói bằng giọng thoi thóp, hai người đừng sợ. Tôi không sao, không cần để ý tới tôi, đừng gọi 120. Đây, cậu bị sao vậy? Người đàn ông cau mày tỏ vẻ lo lắng. Ông ta trông hơi gầy, mặc chiếc áo sơ mi màu xám, đeo cặp kính gọng mảnh, trông hết sức nho nhã. Bố ơi, hay là chúng ta đưa chú ấy về để chú ấy uống nước? Thiên Thiên kéo ống quần bố mình, nhìn bố với ánh mắt ngây thơ và đầy lương thiện. Ừ, vậy nghe theo Thiên Thiên, người đàn ông trung tuổi gật đầu, xoa xoa mái tóc con gái, sau đó nhìn sang Đinh Dũng với nụ cười, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, coi như làm việc thiện đi. Nói rồi, ông ta cõng Đinh Dũng hãy còn thoi thóp, từ từ đi về phía trước. Vừa đi chưa được bao lâu thì đằng trước đột nhiên xuất hiện một đám người xông ra. Đi đầu là một người đàn ông chọc đầu. Sau khi thấy hai bố con họ, người này cười gian dảo xông lên. Tống Trường Quân, mẹ kiếp, ông đúng là không biết điều, còn chưa dọn đi à? Gã đàn ông chọc đầu mặc áo ba lỗ vân hổ, trên cổ còn đeo cả sợi dây chuyền vàng to bản. Ra vẻ hống hách chặn đường người đàn ông trung tuổi, cuối cùng tôi cũng tóm được ông rồi. Rốt cục ông có ký hay không? Anh Hổ, anh, các anh sao lại ở đây? Thấy gã đàn ông chọc đầu, Tống Trường Quân tái mét mặt, lập tức kéo con gái Thiên Thiên nép vào mình. Tôi hỏi lại ông lần nữa, hợp đồng này ông có ký hay không? Gã đàn ông chọc đầu hắng giọng, tay xoa xoa cái đầu bóng nhẫy, mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Thiên, ha ha, không ngờ ông lại có cô con gái xinh đẹp như vậy. Tương lai chắc chắn là một mỹ nhân đây. Hôm nay ông mà không ký thì tôi bán con ông vào động bên châu Phi. Anh Hổ, xin anh giơ cao đánh khẽ, giá hợp đồng đó thấp quá, anh bảo nhà chúng tôi sau này sống ở đâu chứ? Tống Trường Quân ôm chặt cô con gái bên cạnh, mặt mày khổ sở cầu xin anh Hổ. Rượu mừng không uống lại đòi uống rượu phạt, nghe Tống Trường Quân nói vậy, anh Hổ nheo mắt lại, lên giọng, hất đầu nhìn Đinh Dũng đang trên lưng Tống Trường Quân mà cười giảo hoạt, thế nào? Lại còn cứu người à? Đến thân mình còn không cứu nổi mà còn đòi cứu người. Cả nhà ông đúng là lương thiện. Mấy đứa mày tóm lấy con bé kia cho tao, anh Hổ nhổ phụt cái tăm đang ngậm xuống đất, chỉ vào Thiên Thiên mà ra lệnh. Vâng, mấy tên đàn em đầu nhuộm năm thứ màu lập tức xông lên. Vương Hổ, mày đừng có ức hiếp người quá đáng, Tống Trường Quân nắm chặt tay hét lên trong cơn hoảng loạn. Mẹ kiếp, cái tên anh Hổ mà ông cũng dám gọi ra à? Một tên đàn em trong số đó nghe thế thì lập tức nắm tay nện về phía mặt Tống Trường Quân. À, Tống Trường Quân thấy gã đàn ông chọc đầu xông đến thì vô thức giơ hai tay chắn trước mặt, sợ hãi hét lên. Bố, Thiên Thiên nhìn nắm đấm của đối phương đang nện về phía đầu bố mình thì hoảng hốt. Đúng lúc này, một nắm đấm trông có vẻ yếu ớt lại túm lấy nắm tay gã kia, cứ thế bóp chặt. Trên nắm tay này còn có những vết hằn đen chằng chịt, trông vô cùng dị thường. Và đó chính là nắm tay của Đinh Dũng. Trước đó anh mơ màng nhưng cũng biết rằng hai bố con nhà này là người tốt. Bây giờ hai bố con họ gặp rắc rối, Đinh Dũng đương nhiên không thể không ra tay cứu giúp. Rắc một tiếng, mặt gã chọc đầu biến sắc, miệng hắn ta lập tức thét lên như xé ruột xé gan. Nghe tiếng hét này, Tống Trường Quân mới mở mắt ra, cảnh tượng ập vào mắt ông chính là nắm đấm đã biến dạng của hắn ta khiến ông không khỏi kinh ngạc. Bỏ tôi xuống. Đinh Dũng vỗ vai Tống Trường Quân, hạ giọng nói. Lúc này Tống Trường Quân mới ý thức được vừa rồi gã côn đồ kia không đánh được đến mình là nhờ có cậu thanh niên này. Cậu ta rốt cục là ai? Tống Trường Quân không rõ nhưng ông ta biết rằng hôm nay có muốn thoát khỏi bàn tay anh Hổ thì e rằng phải dựa vào cậu thanh niên này rồi. Mấy tên côn đồ còn lại thấy anh em của mình bị đánh thì lần lượt hô hào nhau xông về phía Tống Trường Quân. Còn lúc này, Đinh Dũng cũng nhảy khỏi lưng Tống Trường Quân. Đinh Dũng lảo đảo tiến lên trước hai bước, vốn dĩ anh còn cúi khom người thì bây giờ từ từ đứng thẳng dậy. Những vân đen chằng chịt trên cơ thể như để làm nền. Đinh Dũng như ác ma bước ra khỏi địa ngục, giây phút những tên côn đồ kia xông đến, anh trông không khác gì sói lao vào đám cừu non. A, à, ma, hắn ta chính là ma, không lâu sau, 7, 8 tên côn đồ đều nằm vật ra đất, chỉ còn lại một tên mặt mày sợ hãi hét lên kinh ngạc. Sắc mặt anh Hổ cũng thay đổi theo. Hắn ta không ngờ rằng Đinh Dũng lại có thể đánh giỏi như vậy.
Trông bộ dạng đi lảo đảo loạng choạng của Đinh Dũng lúc này, hắn ta chợt giật mình, hắn vung chân đạp thẳng vào mông mấy tên đàn em mà hét, mẹ kiếp, lên hết cho ông mày. Hắn đã như vậy rồi thì chắc chắn không ổn, anh Hổ vốn dĩ nhìn bộ dạng lảo đảo đó của Đinh Dũng còn nghĩ Đinh Dũng sẽ không trụ được, nhưng lời nói đến miệng còn chưa nói hết thì hắn đã phải nuốt nghẹn vào trong. Rắc, lời anh Hổ vừa dứt, Đinh Dũng đã tóm lấy cổ tên côn đồ kia. Chỉ nghe thấy âm thanh chói tai vang lên, tên kia trợn trừng mắt, mặt mày kinh ngạc nhưng cơ thể lại giống như mất đi sức lực, nằm vật ra đất. Đinh Dũng chậm rãi đi về phía anh Hổ. Mày đừng đến đây. Mày đứng lại cho tao, anh Hổ trán ứa mồ hôi, nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Đặc biệt là khi nhìn thấy không biết bao nhiêu vết hằn đen trên cổ Đinh Dũng, hắn chợt ngây người, đôi chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngồi phịch xuống đất. Cũng không biết hắn lấy đâu ra dũng khí mà quay người bỏ chạy, không dám quay đầu lại. Hừ, thấy anh Hổ sợ hãi bỏ chạy, Đinh Dũng loạng choạng quỳ xuống đất phun ra cả ngụm máu đen. Cậu không sao chứ, thấy Đinh Dũng quỳ xuống đất, Tống Trường Quân vội tiến lên. Không biết nghĩ ra điều gì mà ông ta lên tiếng hỏi xong thì lại dừng bước chân lại. Thiên Thiên sợ hãi nắm lấy vạt áo Tống Trường Quân, lén nhìn Đinh Dũng. Cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của hai bố con họ, Đinh Dũng bất lực thở dài, hơi quay đầu sang và hít vào một hơi thật sâu rồi nói, yên tâm, tôi sẽ không hại hai bố con anh đâu. Cậu cứu chúng tôi sao có thể cho rằng cậu là người xấu được chứ, vẻ mặt Tống Trường Quân vô cùng phức tạp. Ông ta nhìn sang đám côn đồ đang rên rỉ xung quanh, nghiến răng bấm bụng dẫn Thiên Thiên tiến lên trước đỡ Đinh Dũng dậy, nói, đi về với tôi rồi tính tiếp. Đinh Dũng không từ chối. Hiện giờ anh cần một nơi yên tĩnh để nhanh chóng đột phá lên tầng cảnh giới võ sư, nhờ vào sự hỗ trợ của việc gột rửa khi trúc cơ mà xử lý toàn bộ độc tố trong cơ thể. Gia đình Tống Trường Quân ở bên trong khu dân cư bị bỏ hoang. Căn nhà chừng 80 mét vuông. Khi về nhà Tống Trường Quân, trời cũng đã tối. Vừa vào tới nhà đã ngửi thấy mùi thật thơm, một người phụ nữ trung tuổi đi tới, cười nói, Thiên Thiên, mau vào ăn cơm, mẹ nấu món thịt con thích ăn nhất đấy. Thế nhưng nụ cười của người phụ nữ chợt tắt ngúm khi trông thấy Đinh Dũng. Bà ta chỉ vào Đinh Dũng, hỏi, có chuyện gì vậy? Cậu ta là ai? Mẹ, đây chính là người mà bố với con giúp khi ở trên đường, vừa rồi chú ấy còn cứu hai bố con nữa. Nghe mẹ mình hỏi, Thiên Thiên liền cười đáp lời. Cậu ấy thở thoi thóp, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, cho nên anh mới đưa cậu ấy về. Tống Trường Quân cười, nhìn vợ mình nói, vợ à, đừng giận mà. Nếu hôm nay không có cậu ấy thì anh và Thiên Thiên đã không về nhà được rồi. Mình còn chả cứu nổi mình, lại còn đòi cứu người khác. Người phụ nữ trung tuổi bất lực nhìn sang Tống Trường Quân rồi cởi tạp dề, vén bức rèm cửa, nói, mau vào đi. Mặc dù trông bà ta không vui vẻ thoải mái cho lắm nhưng thực ra tâm địa lại rất tốt. Thấy Đinh Dũng thở thoi thóp như vậy, bà ta liền dùng số tiền ít ỏi còn lại chẳng đáng là bao của gia đình mời bác sĩ chữa trị cho Đinh Dũng. Hai bố con ăn trước đi, mẹ đi mời bác sĩ, người phụ nữ trung tuổi nấu cơm cho hai bố con xong thì rút ra một xấp tiền. Đợi đã, đúng lúc này, Đinh Dũng nằm trên giường cố gượng dậy dựa vào tường, lắc đầu nói, không cần đâu, tôi không sao. Lát nữa sẽ khỏi thôi. Cậu cho rằng tôi muốn chữa bệnh cho cậu à? Tôi chỉ sợ cậu lây bệnh cho Thiên Thiên thôi. Người phụ nữ lên giọng, nhưng trong ánh mắt lại hiện ánh nhìn không nhẫn tâm. Bà ta cứ thế cầm xấp tiền đi ra ngoài. Chị à, tôi thật sự không sao đâu. Đinh Dũng cố gắng lắc đầu nói hổn hển. Nghe vậy, Tống Trường Quân thở dài đứng dậy kéo vợ lại, nói, thôi không sao đâu vợ. Trông cậu ấy không giống người thường, cứ làm theo cậu ấy nói đi. Chỉ cần nghĩ tới bộ dạng một mình Đinh Dũng đánh bại 7, 8 tên côn đồ mà Tống Trường Quân không khỏi ngạc nhiên. Vợ Tống Trường Quân nhìn Đinh Dũng một cái rồi chẳng nói thêm lời nào nữa. Tôi ra ngoài một lát, Đinh Dũng đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài. Đi ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh thổi tới, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu rồi đi vào phòng, cứ thế leo lên cầu thang đi lên trên tầng, ngồi trên tầng thượng, hướng ánh mắt vào bầu trời đêm. Một lát sau, Đinh Dũng mới nhắm mắt lại, bắt đầu điều tiết trạng thái của cơ thể. Kể cả khả năng thành công thế nào thì Đinh Dũng cũng không cuống. Anh trấn tĩnh tinh thần, bắt đầu thả mình vào không gian, đạt tới trạng thái bất định. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.